My name is Nancy Bui. Today is April the 23rd, 2013. I'm going to interview Mr. Trần Tử Thanh at Four Church, Virginia. Thưa chào anh Thanh, xin anh có thể cho biết tên, quê quán và nơi cư trú hiện nay. Thưa chào chị, tôi tên là Trần Tử Thanh, quê quán ở Hà Nội. Chúng tôi sanh ở Hải Dương. Lúc ông thân phụ chúng tôi, tức là cố luật sư Trần Văn Tuyên, làm chi huyện ở đó. Và hiện nay thì tôi đang sinh sống ở vùng Arlington, Virginia. Zip code là 22205. Và tôi sang đây năm 1992. Thưa anh, có thể nói cho biết là cái năm sanh là bao nhiêu hả? Năm sanh của tôi ạ? Vâng, thưa chị, tôi sanh năm ngày 1945. Tức là lúc đó là Nhật Bản nó sang và đã chiếm Việt Nam rồi. Dạ vâng. Thế anh thì đến Hoa Kỳ vào năm nào và trong hoàn cảnh như thế nào? Chúng tôi đến Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 1992. Sau khi ở Việt Nam thì chúng tôi ở trong tù của Cộng sản khoảng 15 năm. Từ năm 1975 tới 1990. Và năm 1992, qua cái sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì họ cho chúng tôi sự, họ đưa chúng tôi sang bên này, bên Hoa Kỳ, mà sống tại Virginia từ hồi đó đến nay. Thưa ông, trước năm 1975 ông làm nghề gì và vì sao ông phải đi tù? Thưa chị, trước năm 1975 tôi là một sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và sau ngày 30 tháng 4 thì chúng tôi bị bắt tại nhà. Bị bắt khoảng cái chừng cỡ cuối tháng 5 năm 1975. Thay vì trình diện cải tạo thì họ tới nhà họ bắt. Và họ đưa chúng tôi lên trên lòng giao giam ở trên một năm. Trước khi đưa dòng người ra ngoài miền Bắc. Và vào ngày 19 tháng 6 năm 1976. Thưa anh thì vì sao anh bị bắt mà không được đi trình diện với mọi người? Tôi bị bắt vì lý do là tôi là một sĩ quan làm việc trong ngành tình báo. Chắc có lẽ họ có tin tức gì đó thì họ đến nhà họ bắt. Họ bắt, anh còn nhớ cái cảnh bắt là như thế nào? Anh đang làm cái gì và họ vào như thế nào? Bao nhiêu người, cảnh bắt như thế nào? Thưa chị, lúc bắt lần đầu tiên năm 1975 thì chị người làm chị vào chỗ nói cậu ơi, cháu thấy có Việt Cộng nó tới nhiều quá. Cái tôi mới nói là chị cứ khi nào họ gõ cửa hoặc họ bấm chuông thì chị cứ mở cửa cho họ vào, tôi sẵn sàng tôi đi. Và khi họ tới thì có khoảng cái chừng cỡ 20 người đi rất nhiều xe, đi 3-4 chiếc xe và có vũ khí vũ trang. Và có một số người mặc dân sự, có lẽ những người đó là những người nằm vùng ở trong Sài Gòn, còn đại đa số là mặc quần áo quân sự. Và họ bấm chuông thì họ vào, họ nói chúng tôi được lệnh mời ông đi. Thưa anh, như vậy thì cái số người sau này anh tìm hiểu thì cái người mà bị bắt như anh có nhiều? Có rất nhiều những người làm việc tình báo mà họ gọi là có nhiều nhiều nợ máu với đồng bào, với cách mạng hay gì đó thì thường thường họ tới nhà họ bắt. Con số có đông không? Ít, theo như tôi biết, một số bạn bè của tôi làm trong cái ngành tình báo của an ninh quân đội hoặc là bên tình báo phòng gì đó thì cũng khoảng cái chừng có vài chục người theo sự hiểu biết của tôi. Được biết là ông sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam, thì xin ông cho biết một số chi tiết về hoạt động của cụ thân sinh của ông. Thưa chị, ông thân sinh của chúng tôi, cố luật sư Trần Văn Tuyên, là một đảng viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và ông được chính nhà giáo Phạm Tuấn Tài, tức là một trong những người sáng lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng cùng với ông Nguyễn Thái Học ở trong Nam Đồng Tư Xã. Lúc ông ấy dạy học ở trên Tuyên Quang thì ông thân sinh của chúng tôi, ông ấy sinh ở Tuyên Quang. Lúc ông nội tôi đang làm quan ở trên đó thì ông Phạm Tuấn Tài thấy ông cụ có vẻ nhanh nhẹn và ông nói là rất là thông minh, thành thử ra ông ấy tìm cách, ông ấy mời và coi như là hướng dẫn cố luật sư Trần Văn Tuyên, lúc đó còn bé 16 tuổi, vào trong đảng. Và ông cụ tôi đã đi theo đảng từ hồi đó.
vào coi thiếu niên của Việt Nam của dân đảng. Ngoài vấn đề theo đảng thì được biết là cụ thân sinh của ông cũng là một luật sư, như vậy thì cái việc theo đảng với công học hành nó có cái gì có nghĩa là trái với nhau mà nó khó khăn như thế nào không? Nếu ông có biết được thì xin ông chia sẻ. Thưa chị, ông cụ tôi lúc đó thì theo tiểu sử ở nhà ghi lại và gia phả đó thì năm 18 tuổi ông cụ năm 16 tuổi ông cụ vừa thi trung học và ông cụ thi luôn cả tú tài một luôn một lần, được đặt cách được thi một lần vừa trung học vừa tú tài, thành ra ông cụ học rất là nhanh. Sau khi học hết hai cái tú tài rồi thì ông cụ đi vào học trường luật, và một mặt thì vừa đi học vừa hoạt động cách mạng. Mà cái thời còn trẻ đó, lúc đó ông Võ Nguyên Giáp thì lúc đó ông chưa đi theo cộng sản. Ông là người bạn của ông cụ chúng tôi, hai người rất là thân với nhau. Theo như ông cụ nói đó thì hai người đọc sách, tức là mượn qua mượn lại, ông Võ Nguyên Giáp đưa cho ông cụ tôi một số sách về chủ nghĩa Mác Lênin, ông cụ tôi đưa cho ông Võ Nguyên Giáp một số sách về Descartes, về trang sách Rousseau, Voltaire gì đó liên quan tới tất cả những vấn đề mà bên chính trị ở bên phía quốc gia. Thế thì ông có thể kể cho biết những cái gì ông biết về cuộc đời cụ thân sinh của ông kể từ ngày mà cụ gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng cho đến ngày cụ mất như thế nào? Trong cái thời gian mà vừa sinh viên thì ông cụ tôi hoạt động cùng với rất nhiều những cái lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng sau này đó, chẳng hạn như là gia đình của anh em đồng chí Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Ở trong gia đình anh em Nguyễn Tường Tam thì có ông Nguyễn Tường Tam hoạt động đảng, ông Nguyễn Tường Bách là người em út, ông Nguyễn Tường Long tức là nhà văn Hoàng Đạo, thì tất cả những người đã cùng một cái nhóm với ông cụ chúng tôi hết, toàn bộ là mấy anh em của nhà gia đình Nguyễn Tường ấy, với ông cụ tôi coi như là bạn là rất thân với nhau, và các bà ấy cũng là bạn rất thân với mẹ chúng tôi. Và chính khi bà Nguyễn Tường Tam đã có một lần nói với chúng tôi rằng lúc còn trẻ đó, mẹ con đó và bác, tức là bà Nguyễn Tường Tam đó, cùng với bác Nguyễn Tường Long, tức là bác Hoàng Đạo, tức là vợ của ông Hoàng Đạo, đã từng tổ chức những cái đám ma giả, và trong hòm thay vì có xác chết đó, thì toàn vũ khí ở trong nó để trở lên Yên Bái tiếp tế cho các chiến sĩ Việt Nam trên đảng lập cái chiến khu của chiến Yên Bái. Và cái đó mà mẹ tôi ít khi mẹ tôi kể đó, thì mẹ tôi sợ là cái đó ảnh hưởng cái bọn trẻ. Thông thường như thế nào trong lúc mà có cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái đó, thì ông cụ có tham gia không hay là? Trong cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái lúc đó ông cụ mới có 16, 17 tuổi, thành ra lúc đó ông cụ là liên lạc viên, thành ra còn bé quá, thành ra họ không có để ý. Họ không có, ông cụ tôi không bị bắt trong cái sau cái vụ khởi Yên Bái, chỉ là liên lạc viên. Rồi sau đó thì theo cái dòng lịch sử của đất nước thì ông cụ đã làm những gì trong những cuộc cách mạng tháng 8, người gọi là cách mạng tháng 8 và cuộc đất nước, sau đó thì cụ làm những gì cho đến ngày 75 mà ông có thể kể một cách ngắn gọn nhỉ? Năm 1945 đó, lúc Nhật Bản và Sài Gòn chiếm Việt Nam rồi, và vào tháng 8 đó, thì Hoa Kỳ thả hai quả bom ở Nagasaki và Hiroshima, Nhật Bản đầu hàng. Trong cái thời gian Nhật Bản còn đang ở Việt Nam đó, thì nó đã chiếm hết tất cả những công sở của Pháp. Rồi lúc mà Nhật họ sắp sửa đầu hàng rồi, trong cái lúc tranh tối tranh sáng đó, phía Việt Nam Dân Đảng và phía Việt Minh Cộng sản, hai bên chiếm một số các tỉnh. Việt Minh họ chiếm một số các tỉnh ở phía biển, là phía miền Bắc, Trung và trong Nam. Còn Việt Nam Dân Đảng đa số là chiếm ở phía là Việt Tây Bắc của Việt Nam, tức là các vùng Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, các vùng đó thì Việt Nam Dân Đảng chiếm. Và ông cụ thân sinh của chúng tôi, ông ấy là cái người chiếm tỉnh Hải Dương,
ở trong lịch sử đảng có ghi ông là người đã nổi dậy lãnh đạo một số các đảng viên Việt Nam đảng chính tỉnh Hải Dương, nhưng chờ tiếp viện khoảng cái chừng không tới một tuần lễ đó thì các nơi khác họ còn thiếu quân không đưa về để giữ được tỉnh Hải Dương, do đó Việt Minh họ đánh chiếm trở lại. Và trong cái thời gian ở tỉnh Hải Dương đó, bà mẹ tôi bà ấy kể là một người học trò cũ của ông cụ tôi đi theo Việt Minh, họ nhận được lệnh của một đơn vị của Cộng sản ám sát ông cụ tôi, tức là định bắn ông cụ tôi. Và chính họ tới là nói với mẹ tôi, nói bây giờ con nói với cô, con được lệnh đó là bắn thầy, do đó cô nói thầy phải lánh mặt. Vì vậy mà ông cụ tôi phải rút cái đơn vị Việt Nam Dân Đảng đi về phía Tây Bắc và qua biên giới đi cùng với các lãnh đạo của Việt Nam Nhân Đảng, lúc bây giờ là các ông Nguyễn Đình Tam thì Vũ Hồng Khanh sang bên Trung Hoa lãnh nạn ở bên đó. Cụ lãnh nạn bao nhiêu năm và cụ có tham gia phong trào Việt Minh không ạ? Thưa chị, hoàn toàn không có, tại vì Việt Nam Nhân Đảng Việt Minh coi như là hai cái lực lượng mà đối kháng với nhau là rất là mạnh mẽ, không thể nào sống chung được. Việt Minh họ tàn sát những đảng viên Việt Nam Nhân Đảng rất là nhiều. Vì vậy mà Việt Nam Nhân Đảng không thể tồn tại và không thể hoạt động chung với Việt Minh. Chỉ hoạt động chung với các đảng Đại Việt hoặc là các đảng khác của người quốc gia thôi. Thông rồi, cái vấn đề mà sau đó thì ông Hồ Chí Minh và cái đảng Việt Minh, cái phong trào Việt Minh đó, họ đứng lên họ cướp chính quyền, thì lúc bây giờ đảng Việt Nam Cộng sản Đảng của mình làm gì ạ? Việt Nam Cộng sản Đảng lúc đó thì giữ được một số các chiến khu ở Yên Bái, Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ. Thì hai bên cứ đánh nhau. Việt Nam Cộng sản Đảng thì giữ đất ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Còn Việt Minh thì đưa quân lên tấn công và cho tin, vừa cho tin Pháp. Thành thử ra Việt Nam Cộng sản Đảng vừa phải đánh Việt Minh Cộng sản, vừa phải đánh quân Pháp. Do đó là bị tiêu hao rất là nhiều lực lượng bên đó. Chúng tôi có phỏng vấn một vị giảng sư người Mỹ, ông Robert Turner. Ông có những bài viết, ông nói rằng Hồ Chí Minh đã bán cụ Phan Bội Châu 150 đồng vàng và bốn người khác nữa, trong đó có thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng là 100.000 đồng vàng nữa. Thì thưa ông có thể nói cho biết là bao nhiêu người ở trong đảng của mình bị ông Hồ Chí Minh giết và trong hoàn cảnh nào, đó là những ai và giết trong hoàn cảnh nào? Nói về bán những cái tin tức thì phải nói là ông Hồ Chí Minh cũng như là những cái đảng viên Cộng sản họ chuyên môn làm những cái trò đó. Cái người quốc gia, tức nhất là các đảng phái quốc gia không có cái đạo đức, rất là đạo đức, không thể làm những cái mà bán những cái đồng chí của mình hoặc là bán những cái người cùng tranh đấu để giành độc lập cho dân tộc, mặc dù là không cùng một cái đường lối và chính sách. Thì theo như tài liệu đảng đó, thì ông Hồ Chí Minh, ông ấy qua và Lâm Đức Thụ là cái người đã báo tin tức cho người Pháp sang để bắt cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan Bội Châu phải nói là năm 1925, trước khi cụ bị bắt, cụ đã định thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thành thử ra cái Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học này là cái tiền thân trước đây là của cụ Phan Bội Châu, nhưng mà chưa thành lập, cụ chỉ có ý định đó thôi. Khi mà ông Nguyễn Thái Học, chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng được bầu lên đó, thì đã đến gặp cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Bội Châu đồng ý là chủ tịch danh dự của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Còn một số các đồng chí ở Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng bị Pháp bắt, hoặc là ông Hồ Chí Minh qua một số các đảng viên Cộng sản cung cấp tin tức cho chính những người Trung Hoa, tức là bên kể cả Trung Hoa Dân Đảng, nói là những đảng viên Việt Nam Dân Đảng hoạt đang hoạt động ở bên Tàu là những người hoạt động cho Nhật Bản, nên là họ bóp méo sự thật đi để cho bên phía Việt Nam Dân Đảng nghi kỵ, ở phía Trung Hoa Dân Đảng họ nghi kỵ những lãnh tụ của Việt Nam Dân Đảng. Và có một số bị bắt, nhưng mà về sau này họ điều tra ra thì họ trả tự do hết tất cả. Một vài tên của những người đó. Vâng, ở trong đó chẳng hạn như là lãnh tụ Vũ Hồng Khanh chẳng hạn, tức là ông Vũ Văn Giản đấy, giáo giản, là sau này cũng là lãnh tụ Việt Nam Dân Đảng.
Chẳng hạn như ông Lưu Đức Chung cũng là một trong những lãnh tụ của Việt Nam trên đảng thức thời bây giờ, sau này đã làm cố vấn cho Hoàng đế Bảo Đại. Một số các đồng chí nữa mà rất nhiều mà chúng tôi không thể nhớ tên hết. Thế ông thì sao chuyện gì xảy ra hoặc là cụ đã tham gia vào những cái trận chiến hay là những hoạt động gì sau khi mà coi như là năm 45 Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản cướp chính quyền và dựng lên cái gọi là cách mạng tháng 8, thì ông có thể nói Việt Nam Quốc dân đảng của mình trong cái thời mà xin lỗi, trong cái nạn đói năm Ất Dậu cũng như là trong cái thời gian đó đó, thì cái sinh hoạt của Việt Nam Quốc dân đảng là những gì thưa ông? Việt Nam Quốc dân đảng lúc đó cũng vẫn tiếp tục cái con đường của Đảng trưởng Nguyễn Thái Học để lại, tức là vẫn phát triển cơ sở, xây dựng cơ sở và huấn luyện cho các đảng viên mới để tổ chức trở lại, và các đồng chí, nhất là các đồng chí lãnh tụ, một số tổng bộ ở hải ngoại đó, thường liên lạc về ở trong nước, coi như là hai bên vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, và có một số cơ sở kinh tài ở bên Tàu hoặc là ở trong nước để xây dựng lại cái đảng và sau này hoạt động chống Pháp. Và đến năm 1946 đó, theo lịch sử cận đại thì chị biết là có một cái thời gian khoảng cái chừng có vài tháng thôi, rất là ngắn ngủi, Việt Nam Quốc dân đảng cũng như là Đại Việt và Việt Minh đã thành lập một chính phủ liên hiệp, mà cái chính phủ liên hiệp đó thì kéo dài khoảng cái chừng có vài tháng thôi. Ông Hồ Chí Minh là thủ tướng và Hoàng đế Bảo Đại cũng là cố vấn Minh Thụy, cố vấn cho chính phủ. Thì Việt Nam Quốc dân đảng trong đó là đồng chí Nguyễn Tường Tam, lãnh tụ Nguyễn Tường Tam làm bộ trưởng bộ ngoại giao, và đồng chí Trần Văn Tuyên, tức là thân phụ chúng tôi, đã làm đồng lý văn phòng. Đồng thời có ông đồng chí Nghiêm Kế Tổ cũng tham gia chính phủ với tư cách là Việt Nam Quốc dân đảng, tức là chính phủ liên hiệp quốc cộng. Nhưng mà chỉ một thời gian rất ngắn thôi, Võ Nguyên Giáp lúc đó đang làm bộ trưởng bộ nội vụ và đã đưa ra những kế hoạch để tìm cách phá cái chính phủ liên hiệp, đồng thời bắt bớ những bắt giam tất cả những cái đồng chí Việt Nam dân đảng hoạt động ở ngoài. Một mặt đó vừa Việt Minh vừa tiêu diệt, địch tiêu diệt các đồng chí Việt Nam dân đảng, các cơ sở Việt Nam dân đảng đang hoạt động, một mặt báo tin cho người Pháp, cho cơ quan cơ sûreté của Pháp đến để bắt. Thành thử ra chính phủ liên hiệp là phải bị tan vỡ, và các lãnh tụ Việt Nam dân đảng như Nguyễn Tường Tam là thân phụ chúng tôi, hoặc là đồng chí Nghiêm Kế Tổ, Lưu Đức Chung phải rút sang Tàu trở lại. Nó bên ngoài lịch sử một chút là ông nói là ông luật sư Trần Văn Tuyên và Võ Nguyên Giáp từng là bạn, rồi trao đổi sách vở học hành với nhau, tức là có một cái tình thân như vậy. Thì cái lúc mà ông Võ Nguyên Giáp mà ông vừa kể đó, ông ta đi tìm những cái người của bên Việt Nam Quốc dân đảng để giết, chắc chắn là cũng chẳng có cư xử tốt đẹp gì với thân phụ của ông. Thì ông có nghe ông thân phụ của ông kể hay là nói gì hay than phiền về cái con người Võ Nguyên Giáp? Võ Nguyên Giáp ông ta là ai theo như là thân phụ của ông? Theo lời kể của thân sinh chúng tôi đó, thì Võ Nguyên Giáp là cái người tình cảm, về tình cảm rất là yếu đuối. Khi mà ông ta nghe tin mà vợ của ông ấy bị người Pháp bắt giam và chết ở trong tù ấy, và vợ đầu tiên ấy, thì ông nói chuyện với ông cụ tôi và ông ấy khóc. Ông cụ tôi nói Võ Nguyên Giáp có khóc. Còn nếu tôi không biết, chưa từng hề nghe ông cụ tôi nói là Võ Nguyên Giáp hoặc là gì đó định, chính Võ Nguyên Giáp hoặc là bất cứ một người nào định ám sát ông cụ tôi. Nhưng mà chắc chắn 100% là một học sinh cũ của ông cụ tôi là người đã báo tin ông cụ tôi biết là một số các đồng chí của Việt Minh đó, họ gọi là đồng chí Việt Minh, đã chỉ thị cho cái anh học sinh này phải đến ám sát ông cụ tôi. Còn riêng với cái tình cảm giữa ông Võ Nguyên Giáp và ông cụ tôi nó như thế này, lúc còn trẻ đó hai người rất thân với nhau, và khi học trường luật cũng học chung với nhau, và khi đến đi dạy học làm giáo sư ở trường Thăng Long
thì cũng dạy chung với nhau. Chính bà vợ trước đầu tiên đó của ông Võ Nguyên Giáp lại là bạn thân của mẹ tôi nữa. Và hai bà lúc mà ông Giáp chưa chính thức vào Việt Minh đâu, còn hoạt động ở ngoài đó, thì ông cụ thưa ông Giáp làm chung một tờ báo nữa, làm tờ báo để chống Pháp. Và chính mẹ tôi và bà Giáp là những người đi phát phát những cái tờ báo cho đồng bào coi. Thành ra nó có cái tình đó. Và sau tới năm 1963 đó, thì vào cái dịp Tết năm 1963, ông cụ tôi lúc ở trong Nam thì nhận được một cái cành đào của ông đại sứ, ông trưởng đoàn ủy hội quốc tế người Ấn Độ, ông mới đem tới. Và ông nói cái này là của ông đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông gửi vào. Xíu anh nói lại dùm cái đó mình hò. Anh nói lại bộ ông Võ Nguyên Giáp tặng cành đào. Vâng. Và khoảng năm thập niên 63-60 thì ông trưởng ban, trưởng ủy ban của ủy hội quốc tế người gốc Ấn Độ, người Ấn Độ đó, lúc đó ở Việt Nam, ông ấy thường xuyên đi vào trong Nam ra ngoài Bắc, tại vì ông là ủy hội quốc tế. Ông có đem cái cành đào lại vào dịp Tết, và đem lại thì nói với ông cụ tôi là cái này của đại tướng Võ Nguyên Giáp nhờ tôi gửi đến cho ông. Đó là cái lần đầu tiên. Và đó là cái lần duy nhất và hai người liên lạc với nhau. Còn trước đó nữa, vào khoảng năm 1946, lúc chính phủ Liên Hiệp còn đang quốc cộng, vẫn còn duy trì đó, thì có dự cái hội nghị, chuẩn bị cho hội nghị Fontainebleau ở Đà Lạt. Ông Nguyễn Tường Tam, đồng chí Nguyễn Tường Tam lúc đó là trưởng phái đoàn, vì là Bộ trưởng Ngoại giao. Trong cái thời gian mà chính phủ Liên Hiệp quốc cộng năm 1946, thì luật sư Trần Văn Tuyên lúc đó làm đồng lý văn phòng cho đồng chí Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Có một cái buổi họp, một cái phiên họp của chính phủ Liên Hiệp quốc cộng với chính phủ Pháp để bàn cho cái hội nghị tương lai ở Fontainebleau, bàn về cái nền độc lập của Việt Nam. Thì trong một bữa cơm, ông Võ Nguyên Giáp ăn riêng với ông cụ tôi và có nói là anh nên theo Hồ Chủ tịch, có mời, còn nhắn với tôi là anh nên đi theo bác và trở về với nhân dân. Nhưng ông cụ tôi cũng từ chối. Ông nói anh biết tôi đã đi theo Việt Nam Quốc Dân Đảng từ lúc tôi còn 16 tuổi. Thì bây giờ đó chúng ta vẫn giữ cái tình bạn với nhau, và chúng tôi không thể theo Việt Minh được. Và thấy là tranh thủ mãi ông cụ tôi không được, thì cuối cùng là ông Giáp trước khi chia tay, trong bữa cơm chia tay nó, mặc dù còn làm việc chung phái đoàn, nhưng mà trước khi chia tay đó thì ông Giáp có nói một câu tiếng Pháp với ông cụ tôi. Ông nói nguyên văn như thế này: Alors tu restes toujours mon ami. Anh dù sao anh vẫn mãi mãi là bạn tôi. Vì vậy mà sau này tôi nghĩ là chắc năm khoảng thập niên 60 mấy đó, 63 đó, thì ông ta gửi cành đào và tôi chả biết tình cảm ông như thế nào, nhưng mà người cộng sản cũng rất là nghi ngờ, cũng chẳng biết làm sao. Tôi thì ông có nghe ông cụ nói có lần nào ông gặp tiếp xúc thẳng với Hồ Chí Minh không? Cái đó là lúc ở trong chính phủ Liên Hiệp Quốc Cộng thì coi như là thường xuyên gặp gỡ, tại vì làm việc trong chính phủ mà. Có một lần ông cụ tôi mới kể là có phái đoàn của chính phủ đi về một cái tỉnh và thăm các nông dân, và các nông dân họ ở địa phương họ mời ăn cơm với họ trong một cái làng đấy. Thì ông Hồ Chí Minh ông mới nói nhỏ với các nhân viên trong chính phủ, trong đó ông cụ tôi ông kể là ông Hồ Chí Minh ông nói mình giả vờ ăn tí thôi, tí nữa ở phủ chủ tịch thì có đặt tiệc sẵn rồi. Thành ra đó là cái giả của ông ấy. Ông ấy đi đâu ông cũng hai bao thuốc ấy. Một cái bao thuốc như là những người nông dân họ hút rất là rẻ tiền, và một cái bao thuốc 3 số 5 hồi xưa. Và cái loại thuốc đó, hoặc là cái loại thuốc Việt Cộng gọi là có cán ấy, là thuốc có đầu lọc. Còn khi mà đi ra ngoài mà tiếp xúc với dân á, hoặc ông đến ông thăm những cái đơn vị nào của quân đội của Việt Minh á, thì ông ấy rút cái bao thuốc mà không có cám, tức là không có đầu lọc, coi như là bác lúc nào cũng tiết kiệm.
Tức là theo như ông cụ nói như vậy, Hồ Chí Minh ông ta có hai mặt từ thuở mới ban đầu làm việc với Đảng Cộng sản trước bày, về sau này ông ta là người hai mặt. Ông ta là một người đúng ra là hai mặt, con người đóng kịch rất là giỏi và rất là xảo quyệt. Mình không phải là một cái người thầy bói hoặc là thầy tướng gì hết, mà mình nhìn cái tướng của Hồ Chí Minh là một cái người rất là không thể tin cậy được. Thành thử ra Việt Nam dân đảng rất là dè dặt với bên Việt Minh là vì vậy. Thưa ông thì trở lại là ông cụ thân sinh của ông có bao giờ nói cho ông nghe hay là nhận xét thế nào về ông Hồ Chí Minh cho ông để ông biết không? Theo như ông cụ tôi nói là Hồ Chí Minh không bao giờ mà có thể làm việc được với ông ta. Thứ nhất. Cái thứ hai là ông ta rất là giả dối. Ông ta bề ngoài đấy, ông ta rất là ăn nói rất là ngọt ngào, nhưng mà ông ta có thể thủ tiêu chị và giết chị đằng sau bất cứ lúc nào. Thành ra không thể tin tưởng được. Con người khó tin tưởng. Thế bây giờ trở về lại cái quá khứ, cái thời gian sớm hơn của lịch sử. Mà ở đây chúng tôi muốn được ông nói, bởi vì có lẽ ông là một trong những người còn là nhân chứng. Mà trong khi ở trong Việt Nam thì lịch sử, những bài học lịch sử từ tiểu học, trung học, đại học đều đã bỏ cái thời gian đó, coi như không có. Đó là cái cuộc khởi nghĩa tại Yên Bái của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì ông có thể kể một cách tóm tắt, nhưng mà có những chi tiết quan trọng thì xin ông đưa ra. Đó là cuộc khởi nghĩa Yên Bái là gì, đã bắt đầu bao giờ và những cái gì diễn tiến xảy ra như thế nào? Thưa chị, cái quyết định mà tổng khởi nghĩa đó, là đã họp cách đó là khoảng cỡ một năm rồi, vào năm 1926-27, tức là phải 2-3 năm trước. Khi mà thành lập Việt Nam Dân Đảng năm 1927 đó, thì các đồng chí sau khi đã có cái kế hoạch chuẩn bị làm vũ khí, lúc bây giờ làm vũ khí thì rất là thô sơ, làm bom đạn. Có rất nhiều các cơ sở bom đạn mà sau này theo tài liệu của Pháp và chúng tôi ghi nhận lại được đó, thì họ đã khám phá ra hoặc là đã bị một số những cái tên phản đảng báo cáo lại cho mật thám của Pháp đến bắt, và có hàng ngàn cái xưởng làm vũ khí đã bị phát hiện đó. Và đó là cái chuẩn bị của Việt Nam Dân Đảng. Và tới khoảng cơ chừng tháng năm 1930, khoảng tháng 2 năm 1930, thì trong cái cuộc họp thì tất cả các đồng chí tổng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng, bây giờ là do đồng chí Nguyễn Thái Học làm chủ tịch đó, và tất cả những đại diện của các kỳ bộ và các đại diện của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở các tỉnh về họp, thì đã quyết tâm là phải khởi nghĩa và tổng nổi dậy. Và trong cái buổi họp đó, đồng chí Nguyễn Thái Học đã có một câu mà bây giờ cho đến bây giờ Việt Nam không một đảng viên Quốc Dân Đảng nào không nhớ, đó là không thành công cũng thành nhân. Không thành công cũng thành nhân đây tức là mặc dù không thành công nhưng mà đã làm chọn cái đạo nghĩa là làm người, làm chọn cái đạo nghĩa của người con dân của nước Việt Nam đang bị áp bức. Đó là cái câu của ông Nguyễn Thái Học để lại cho tới bây giờ. Và chính người Cộng sản bây giờ họ xây dựng cái đài kỷ niệm ở Yên Bái, tức là ở cái hồ Kỳ Hòa, nó rộng trên 30 mẫu. Cả cái câu không thành công thành nhân rất là to lớn ở trong hình ảnh mà chúng tôi có ở đây. Và cái ngày khởi nghĩa đó thì sau khi đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi thì khởi nghĩa toàn bộ ở phía như là miền Bắc, đại đa số là miền Bắc, miền Nam không, lúc đó chưa có phát triển mạnh, tất cả các tỉnh. Và đầu tiên là chọn cái ngày đó là ngày mùng 10 và ngày đêm mùng 10 dạng 11. Đấy. Có một vài nơi vì lý do là di chuyển nó khó khăn hoặc là về thông tin với nhau khó khăn, không như bây giờ. Bây giờ thì nó quá dễ dàng, nhưng hồi xưa đó thì biết tỉnh này sang tỉnh kia phải đi ngựa hoặc là đi bộ hoặc là đi xe, thành ra rất nhiều thời gian. Thành ra sẽ có một vài tỉnh cái cuộc cách mạng
tổng nổi dậy đó nó hơi bị chênh lệch một vài tiếng đồng hồ hoặc có thể cả một ngày. Nhưng mà cái ngày mùng 9 dạng mùng 10 đó thì Yên Bái nổi dậy và chiếm cái có hai cái đồn chính để bảo vệ cái Yên Bái, đó là Việt Nam Cộng Hòa Đảng chiếm được một cái đồn, còn cái đồn trên cao của một anh tổng chỉ huy đó thì chưa lên được, thì máy bay của Pháp họ đã đến, họ bắn thành ra quân của Nhân Đảng phải rút ra đó, là Yên Bái. Còn các số các tỉnh khác có chiếm được thì có chiếm được vài tiếng đồng hồ sau là quân Pháp họ là huy động toàn bộ các lực lượng của họ đến, thì lúc đó vũ khí của Việt Nam Nhân Đảng rất là thô sơ, súng thì súng trường thôi, có nhiều khi còn thiếu súng nữa, phải cướp những kho súng hoặc là đánh vào những cái đồn, chiếm được cái đồn thì lúc đó mới lấy súng của những cái đồn nó mà giữ đồn. Thành thử ra bên kia họ có súng liên thanh, họ có súng pháo binh, họ có cả phi cơ, họ đến họ ném bom. Thành thử ra cuối cùng là trong vòng 2 hoặc 3 ngày sau là Việt Nam Dân Đảng phải rút lui hết tất cả, và một số các đồng chí cũng hy sinh. Trong đó là có chẳng hạn như đồng chí Nguyễn Khắc Nhu, khi mà ông tấn công lên cái đồn nó đánh không được, ông bị thương rồi, thì ông mới tự vẫn. Đó, thì hiện bây giờ là ở ngoài miền Bắc có một cái tượng đài Nguyễn Khắc Nhu rất là lớn ở ngoài Bắc, họ mới cho khánh thành cách đây đâu khoảng chừng cỡ vài năm. Vâng, còn riêng đồng chí Nguyễn Thái Học, đồng chí Phó Đức Chính sau đó đó rút về bí mật hoạt động, nhưng mà chẳng may đã bị công an xưa tê của Pháp và bắt giữ, và đến ngày 17 tháng 6, tức là đêm ngày 16 tháng 6 năm 1930, sau khi mà tòa án họ xử rồi đó, thì họ giam các đồng chí ở Hỏa Lò, và họ xử cái phiên tòa đó, cái phiên tòa đề hình đó, nó gọi là cua criminal hồi xưa đó. Cái phiên tòa đề hình của người Pháp họ được thành lập để xử tất cả những cái người mà ở địa phương hoặc là người bất cứ quốc gia nào Pháp chiếm đóng, xử thường là lên án tử hình rất là nhiều, xử chỉ những người bên Pháp không có cái tòa án đó, cái tòa án đề hình này chỉ xử ở những cái nước thuộc địa thôi. Ông Tổng thống Pháp lúc bây giờ mới ký ra cái tòa án đề hình này là để xử những người ở thuộc địa, những thuộc địa của Pháp thôi, nước Pháp thì không có. Và trong cái phiên xử đó thì tất cả là 36 người tất cả bị tử hình 20 năm. Thì cuối cùng khi về cái kết quả đưa về Pháp để ông bên thuộc Tổng thống Pháp họ duyệt ký đó, thì họ giảm xuống. Kết quả là còn 13 người tử hình trong cái nhóm phiên xử của Chủ tịch Nguyễn Thái Học. Và 13 người đó thì cho tới ngày bây giờ đó chị thấy là hầu như là trước năm 1975 năm nào Việt Nam Quốc Dân Đảng, và coi là cái lễ quốc gia chứ không phải là cái lễ của riêng Việt Nam Quốc Dân Đảng, tất cả toàn dân và do chính phủ phối hợp với Việt Nam Quốc Dân Đảng đứng ra tổ chức cái ngày kỷ niệm ngày 17 tháng 6, tức là gọi là ngày tang Yên Bái. Thì đêm ngày 16 tháng 6 năm 1930, người Pháp họ mới đưa 13 liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đi xe lửa, xe hỏa lên trên Yên Bái, cái nơi bây giờ mà đang lập cái đài kỷ niệm của Nguyễn Thái Học đó, là cái nơi mà họ đặt cái máy chém ở đó. Và lần lượt họ xử chém tất cả từ 13 liệt sĩ tất cả. Và cái người áp cuối, tức là đồng chí Phó Đức Chính, cũng là một thủ lãnh của Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông đã yêu cầu người Pháp được ngửa cổ lên để xem cái máy chém. Mà chính người Pháp thì khi ký giả Pháp họ tham dự cái buổi đó, họ phải nói là họ phải ngã nón, họ kính phục những người Việt Nam yêu nước như vậy. Và ông Nguyễn Thái Học là cái người cuối cùng lên đoạn đầu đài, ông rất là bình tĩnh, ông đi lên ông còn nhìn chung quanh đồng bào. Trong khi đó ông không biết là có cô Giang, tức là vợ của ông, đang đứng ở đó. Và chính cô Giang cũng đem một số các đồng chí đến định tấn công và cướp, các giải thoát cho các đồng chí, mà không được vì lính của Pháp họ rất là đông. Thành ra sau khi đồng chí Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ đã hy sinh rồi, cô Giang tức là vợ của đồng chí Nguyễn Thái Học
đi về làng Thục Tang đến lại cha mẹ của Nguyễn Thái Học, của đồng chí Nguyễn Thái Học, và đi ra cái ngã ba đường có cái cây đa lớn đó. Cô đã tự sát ở đó, và chúng tôi có cái ảnh của cô Giang. Pháp họ rất là tàn ác, sau khi cô Giang tự sát ở đó rồi đó, họ để cho cái xác nằm nó không cho dân chôn, họ lột hết quần áo ra và 4 năm ngày sau mới cho phép chôn. Thì người dân họ chôn bây giờ, hiện bây giờ chúng tôi có hình ảnh cái mộ của cô. Thưa ông có thể nói chi tiết về vấn đề họ đã xử tử 13 vị anh hùng của Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông có nói máy chém thì cái hình thức máy chém như thế nào thưa ông? Thưa chị, cái máy chém này là cái tiếng Pháp nó gọi là guillotine. Guillotine là tên của cái người làm cái máy chém là guillotine, và chính cái ông này ông mới làm cái máy chém để chém những cái người hoạt động cách mạng hồi năm 1789 ở bên Pháp, và ông ta cũng bị chém bằng cái máy ông ta làm ra. Đó là cái đặc biệt. Cái người Pháp thì họ đi tới đâu họ đem cái máy chém đến bất cứ cái quốc gia thuộc địa nào để là răn đe dân địa phương không được nổi dậy và chống phá chính phủ Pháp. Cái máy đó là tức là cái người bị chém phải đút cái đầu vào. Và đưa cái đầu vào và để cái đầu vào như thế này, thì một cái anh đao phủ đó nó mới giật cái dây, thì cái máy chém ở trên này nó cái lưỡi chéo này nó rớt xuống, nó chặt rất rất là ngọt, thì rơi cái đầu ra ngay. Thưa ông, còn cô Giang thì cô tự sát bằng cách nào? Thưa chị, cô Giang thì như hồi nãy tôi nói đó, sau khi mà tham dự cái buổi hành quyết 13 liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng, cô về cái làng Thổ Tang, tức là làng của Nguyễn Thái Học ở đó, đến lại cha mẹ của Nguyễn Thái Học, và cô tự sát bằng khẩu súng lục, mà chính khẩu súng lục này Nguyễn Thái Học đã đưa tặng cho cô Giang lúc hai người hoạt động chung với nhau. Cô Giang với cô bác là hai chị em với nhau hoạt động cho Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thương thì sau cái cuộc hành quyết đó thì những người Việt Nam Quốc Dân Đảng đó thì tất nhiên là họ không có bắt được hết và giết được hết, thì những người còn lại họ làm gì ạ? Thưa chị, theo lịch sử của Việt Nam Dân Đảng đó thì riêng cái vụ Yên Bái không thôi đó, người Pháp tiếp tục cái tòa đề toán đề hình đó. Thì trước đó có xử cụ Phan Bộ Châu trước năm 1925, rồi tới năm 1930 là lần thứ hai xử các đồng chí của Việt Nam Dân Đảng. Trong toàn bộ cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái đó có khoảng cỡ chừng trên 1.000 đồng chí Việt Nam Dân Đảng đã bị đưa ra tòa, và hàng trăm đồng chí, trên nó khoảng cỡ chừng 36 đồng chí tất cả bị án tử hình và lên máy chém, còn hàng 700-800 người đã bị án chung thân và khổ sai, cũng như là 20 năm, không kể là rất nhiều các đồng chí đã hy sinh trong khi tấn công vào các đội của Pháp, hoặc là tự sát, hoặc là tự bắt, hoặc là bị giam cầm và tra tấn cho đến chết. Thì những đồng chí còn lại không phải là họ lo sợ gì mà họ rút lui luôn, họ đi về trở lại các chiến khu và tiếp tục hoạt động trở lại. Sau đó thì tới cái thế hệ 1945 là tôi chỉ thấy rõ ràng là có những đồng chí Vũ Hồng Khanh, đồng chí Nguyễn Tường Tam, Hoàng Đạo, Trần Văn Tuyên, Lưu Đức Chung, rất nhiều các đồng chí vẫn tiếp tục cái con đường mà đồng chí Nguyễn Thái Học đã để lại. Thường thì trong tất cả những cái dữ kiện xảy ra mà năm 1930 hay là ông có nói đến năm 1925, 26 vân vân, những cái suốt thời gian nó những cái chuyện như thế, những cái cuộc tranh đấu để mà chống Pháp như thế, bao nhiêu người đã hy sinh, bao nhiêu người đã nằm xuống. Vậy thì ông có thể trong tài liệu cũng như là qua lời kể của thân phụ với những người đồng chí của ông đó, thì có thể cho biết là lúc bây giờ ông Hồ Chí Minh đang ở đâu không? Hồ Chí Minh thì lúc đó từ sau khi mà xuống cái tàu Latouche-Treville là đi sang bên Pháp, rồi ông cứ lang thang suốt từ sang Pháp, rồi sang Anh xong rồi sang Liên Xô ở. Sang Liên Xô một thời gian học tập ở bên đó, học tập theo cái đảng Cộng sản, họ nhồi nhét cho cái tư tưởng Cộng sản trao cho ông ta, rồi ông ta sang tàu hoạt động.
Thành thử ra ông ta ít khi ở trong nước đó. Trong khi các đồng chí của ông ta ở trong nước phải hy sinh đánh Pháp, trong khi các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng ở trong nước và các đảng phái quốc gia khác hy sinh ở trong nước, thì ông ta đi chu du hải ngoại rồi. Ông ta về Việt Nam, về Việt Nam rất là trễ. Dạ vâng, thưa thì muốn hỏi thăm ông là có bao nhiêu ở trong đảng đó, có làm một cái thống kê là có bao nhiêu đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng bị giết bởi ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không? Thưa chị, cái thống kê thì nó khó lắm, có thể ước tính thôi. Ước tính riêng về ở miền Bắc thì chúng tôi chết là hàng gần 1 vạn người vừa bị chết thủ tiêu. Đa số là họ chết trận, đụng trận với Việt Minh, hoặc là họ chuyên môn họ đi thủ tiêu. Bất cứ một cái đảng viên nào họ tình nghi là họ cho người bắn. Tình nghi là Việt Nam Quốc dân đảng cho người bắn. Có nhiều khi bắn lầm, không phải là Việt Nam Quốc dân đảng, hoặc là thân nhân của những người hoạt động như Việt Nam Quốc dân đảng, họ cũng thường họ tiêu diệt cả cái gia đình đúng. Thường thường chị nghe thấy hồi xưa ngoài Bắc họ bảo cho đi mò tôm là vậy. Nó bắt, nó bỏ, nó trói lại xong nó bỏ trong cái bao cột đá, nó thỏ thả dưới sông, nó giết bằng cách đó. Mà người đó vẫn còn sống hả? Vâng, còn sống. Nó giết bằng cách như là rất là thê thảm, chết cách rất là thê thảm, hoặc là nó chặt chặt đầu, hoặc là bắn lén. Còn riêng mà tới sau năm 1975 này đó thì biết là ở trong miền Nam đó, đại đa số các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng ở miền Trung là rất nhiều. Các đơn vị quân đội hầu như là có nhiều khi cả một cái tiểu đoàn là Việt Nam Quốc dân đảng ấy. Tiểu đoàn 500-600 người, anh tiểu đoàn trưởng là đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, và các lính ở miền Trung thì chỉ nghe thấy ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Yên Việt Nam Quốc dân đảng rất nhiều. Mà sau năm 1975 khi Cộng sản nó chiếm được rồi đó, họ bắt đầu cái kế hoạch trả thù. Họ bắt rất nhiều những đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng và trong quân đội, nhất là trong các đơn vị như là địa phương quân, chỉ thấy các tiểu đoàn địa phương quân, hoặc là các đồng chí ở các cái làng xã trường chẳng hạn, họ bắt vào chân núi và họ tiêu diệt, họ thủ tiêu. Và chúng tôi ghi nhận rất nhiều, nó là khoảng có chừng 6-7 ngàn người sau 1975. Thưa ông, thì có một số tên tuổi nào mà ông có thể nêu ra những tên tuổi trong những người bị giết trong cái khoảng trước năm 1954? Trước đó chẳng hạn như là đồng chí Khái Hưng, ông có thể nói sơ về ông Khái Hưng. Ông Khái Hưng là một trong những cái đồng chí của Nguyễn Tường Tam ở trong cái tự lực văn đoàn. Ông là một nhà văn rất là tiếng tăm lúc bây giờ và rất là có uy tín ở trong đảng. Chính chúng ta bị ám sát, và ngay cả đồng chí Nhượng Tống chẳng hạn. Khi Nhượng Tống là một trong những người là sáng lập ra Việt Nam Quốc dân đảng những ngày đầu tiên, và trong cái Nam Đồng Thư Xã, ông Nhượng Tống đã bị một cái anh Việt Minh nó tới nhà, nó cho một thằng bé đến nhà mời ông đi, tại vì lúc đó ông mở cái nhà thuốc, ông bốc thuốc bắc, mời ông đi để khám bệnh cho một người bên cách cái làng nó khoảng chừng vài trăm thước, mà không, khi ông đi ra ngoài đó thì bắn lén ông ấy chết. Đồng chí Nhượng Tống bị, rồi đồng chí Nguyễn Tường Long tức là Hoàng Đạo, bây giờ cái chết cũng vẫn là nghi ngờ. Trong cái thời gian mà đi xe lửa đó, thì ông có thể bị đầu độc chết. Còn rất nhiều cái đồng chí khác, chẳng hạn như đồng chí Lê Khang. Lê Khang là một trong những đồng chí là rất là giỏi, một đồng chí mà phải nói là đã biết trước, đã trong các kỳ họp tổng bộ đó, các đồng chí Lê Khang đã là người đã kiên quyết là nói phải tiêu diệt Cộng sản trước khi chúng ra tay, không khó họ sẽ tiêu diệt chúng ta. Mà cái câu đó là trong tất cả các đảng viên Việt Nam nhân đại chúng tôi còn ghi nhớ. Đồng chí Lê Khang cũng bị chúng ám sát chết. Đồng chí Linh Quang Viên chẳng hạn, như Trung tướng Linh Quang Viên vừa mới chết, vừa mới qua đời vừa rồi, cách đây 1-2 tháng đó, chính ông cũng đã bị
suýt chút nữa thì chúng đã bắt ông và bắn ông rồi. May ông thoát ra được cùng với đồng chí Lê Khang, thì đồng chí Lê Khang bị bắt và bị chúng thủ tiêu. Còn rất nhiều quá, còn nhiều tên quá chúng tôi không nhớ hết được. Thường thì ông nãy có nhắc đến chính phủ liên hiệp mà bản là 1946. Cái chính phủ liên hiệp này đó là trong cái phần thượng tầng, còn phía dưới những cái sinh hoạt, những cái tổ chức thì Việt Nam Quốc gia Đảng và Cộng sản Việt Nam là cũng vẫn là hai cái tổ chức độc lập và hoạt động riêng biệt với nhau hay sao? Vâng, hay thưa là chị phải đúng. Có merging gì không? Là không, thưa chị hoàn toàn không có merging cái đảng, không có. Chỉ có các ở trên top, các những người lãnh đạo á, thì ở trong chính phủ liên hiệp. Còn Việt Nam Quốc gia Đảng hoặc là Đại Việt, phía người quốc gia hoặc là Việt Minh thì ai ở đâu ở đó. Tuy nhiên vẫn có những cái cuộc đụng độ, và tuy nhiên Việt Minh theo như chị biết rồi, nó luôn luôn là chủ trương là phải tiêu diệt những đảng phái quốc gia bằng mọi cách, mặc dù ở trên các lãnh đạo đã ngồi chung với nhau để thành lập chính phủ liên hiệp rồi, để giành độc lập cho dân tộc, nhưng mà phía đằng sau họ vẫn chỉ thị cho các đơn vị của Việt Minh tấn công vào các đảng phái quốc gia. Khi mà họ lập cái phong trào Việt Minh ấy, thì rất người nhiều người tham gia, bởi vì cái lời kêu gọi hay là cái lá cờ mà họ kéo lên đó là giải phóng dân tộc. Thì theo ông biết lúc bây giờ đó, hay là nghe người kể đó, thì thân phụ ông kể đó, thì ai là những người tham gia phong trào Việt Minh ngoài Cộng sản Việt Nam? Thưa chị, lúc bây giờ, lúc mà Hồ Chí Minh thành lập cái Đảng Cộng sản, ông lấy tên Việt Minh, ông đâu có nói là ông ta là Cộng sản đâu, ông ta hoàn toàn đã giấu. Thành thế ông ta đã lừa gạt được tất cả, hầu như đại đa số những thanh niên thời bây giờ. Thời bây giờ là chỉ thấy là sau năm 1930, mà khi mà cái phong trào tổng nổi dậy của Việt Nam Quốc dân Đảng nổi dậy đó, thì cái tinh thần người dân nó lên rất cao. Bất chấp chết chóc, họ vẫn đi theo bất cứ một cái tổ chức cách mạng nào để chống Pháp, giành độc lập cho dân tộc. Do đó mà hầu hết những thanh niên thời bây giờ ai cũng đi theo, hoặc là Việt Nam dân đảng, hoặc đi theo Đại Việt, hoặc là đi theo Việt Minh. Và Việt Minh đó, thấy cái Việt Nam, Việt Minh họ đã lấy cái danh nghĩa Việt Nam dân đảng. Việt Nam dân đảng hồi xưa khi mà thành lập đã có chữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Tức là họ lấy cái bài coi như là cái dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Họ lấy độc lập, tự do, hạnh phúc của Việt Nam dân đảng để coi là hiện bây giờ là dưới cái tiêu đề của chính phủ Cộng hòa Xã hội Việt Nam, họ để độc lập, tự do, hạnh phúc. Chữ đó là cái chữ gốc của Việt Nam dân đảng. Và vì cái dạ vâng, xin anh tiếp ạ. Và vì cái Việt Nam, vì cái chữ độc lập, tự do, hạnh phúc đó, họ đánh lừa với tất cả mọi người. Đánh lừa cả nhân dân, đánh lừa cả những thành phần trí thức trẻ tuổi lúc bây giờ. Bây nãy có nhắc đến một vài cái di tích lại còn lại của Việt Nam Quốc dân đảng mà người Cộng sản họ vẫn còn lưu lại. Trong khi trong sách vở thì họ đã xóa trắng, ông có thể giải thích gì về vấn đề này không? Thưa chị, với cái thời gian thì người Việt Minh, tức là Cộng sản Việt Nam, không thể giấu giếm được nữa. Vì những cái thành phần trẻ bây giờ họ đọc sách, đọc báo mặc dù không có trong nước, hạn chế, mà còn hơn trước 1954 là hoàn toàn là bị bưng bít. Bây giờ thì tất cả các sinh viên, học sinh hoặc người trí thức họ có thể ở internet họ coi được, và có thể vượt từng lửa họ xem bất cứ những website nào có đầy đủ tin tức tài liệu. Thành thử ra những tin tức về các đảng phái quốc gia, về trước đây những cái cuộc đấu tranh như thế nào giành độc lập, không phải là chỉ riêng người cộng sản không. Bây giờ thì họ mới biết, chính những em sinh viên nó sang bên này nó nói bây giờ cháu đọc những cái tài liệu cháu mới thấy hồi xưa cháu ở trong nước cháu chẳng có biết gì hết cả. Đấy, thành thử ra không giấu giếm được nữa. Chỉ thấy bây giờ nó dần dần á, chẳng đặng đừng họ đã phải công nhận
Việt Nam của dân đảng, tức là công nhận đồng chí Nguyễn Thái Học là anh hùng dân tộc. Qua cái việc như thế nào mà ông nói rằng họ công nhận ông Nguyễn Thái Học là anh hùng dân tộc, qua cái việc làm nào? Thưa chị, là qua cái việc mà họ nói là chống Pháp để giành độc lập cho dân tộc. Để tôi xin có một cái ngắn ở chỗ này. Khi mà chúng tôi thành lập cái mặt trận dân tộc cứu quốc ở trong nước, như là tôi nói ngược trở lại lúc thời gian tôi ở trong nước, tôi thành lập cái mặt trận dân tộc cứu quốc, thì có một số các đồng chí Việt Nam Nguyên Đảng của chúng tôi tham gia. Tôi bị bắt đưa ra tòa, chẳng may là không thành công thì chúng tôi bị bắt đưa ra tòa. Họ nói Việt Nam Nguyên Đảng là cho chính anh chánh án ấy nói, và cả cái chủ tọa đoàn của cái phiên tòa, họ nói rằng Việt Nam của dân đảng của ông Nguyễn Thái Học kia là thời 1930 là những người yêu nước, còn thành phần của các anh bây giờ chống đảng và nhà nước, các anh là những người phản quốc. Tôi mới nói với chánh án là tôi bảo các ông ngày hôm nay đem với tôi ra đây xử, không phải là xử Việt Nam dân đảng. Chúng tôi là những người yêu nước, chúng tôi là những người Việt Nam của dân đảng, tức là con dân của Việt Nam của dân đảng. Những cái đồng chí Việt Nam của dân đảng Nguyễn Thái Học là những người hoàn toàn yêu nước, vì ông đã công nhận đồng chí Nguyễn Thái Học là người anh hùng dân tộc. Chúng tôi phải trở lại, xin lỗi về cuộc phỏng vấn mình lồng hai vấn đề cá nhân của ông và lịch sử của đảng. Thì ông có thể nói cho biết là sau đó thì khi miền Nam mà chia đôi đấy, thì thân phụ của ông và phần đông những đồng chí của Việt Nam Quốc dân Đảng di cư vào Nam. Thì ông có nghe thân phụ của ông kể về những cái sinh hoạt của thân phụ sau đó, đặc biệt là cái cuộc đào ở chánh của ông Ngô Đình Diệm như thế nào không? Thưa chị, lúc bây giờ đó thì tôi đã cái tuổi đã bắt đầu 17-18, thì ngay từ bé thật sự ra đó, ở trong nhà đó, mặc dù thân phụ chúng tôi không có giáo dục chúng tôi cách trực tiếp, nhưng mà gián tiếp chúng tôi hầu như là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tất cả những cái gì ngay là mình có thể nói nó di truyền, vì bà cụ tôi cũng là cái người, dù mặc dù không phải là đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng là người giống như là đồng chí ông cụ, vừa là người vợ, vừa là người mẹ, vừa là người đồng chí. Thành ra chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, vì chúng tôi nghe, chúng tôi biết rất nhiều về cái thời kỳ lịch sử cận đại của Việt Nam, chúng tôi khá hiểu nhiều về cái cuộc đảo chánh ông Ngô Đình Diệm đó. Cái đảo chánh đầu tiên là do đại tá Nguyễn Chính Thi, thì cái đó là do quân đội họ tổ chức, và có một số đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng và một số đảng phái quốc gia có tham gia ở trong đó. Ngay cả khi mà bỏ bom dinh độc lập cho phi công ông Nguyễn Văn Cử với Phạm Phú Quốc đó, thì ông Nguyễn Văn Cử là con của Nguyễn Văn Lực, của Nguyễn Văn Lực là một trong những đảng viên cao cấp của Việt Nam Quốc dân Đảng. Anh chị thấy Việt Nam Quốc dân Đảng cũng có dính líu vào trong đó, mặc dù không có công khai. Rồi đến cái kỳ sau quân đội đó thì Việt Nam Quốc dân Đảng không có, hoàn toàn không có dính líu gì cả. Lúc mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm cái lần cuối cùng và sát hại Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhung, thì Việt Nam Quốc dân Đảng không dính líu. Mặc dù đó là trước, tức là sau khi ông Nguyễn Chánh Thi ông ấy đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960 thất bại, thì chỉ một ngày sau thôi, tức là ngày 1 tháng 11 năm 1963, anh đang nói về cái vụ mà năm 1960 đó, thì anh kể tiếp. Vâng, sau khi cái cuộc đảo chánh của Nguyễn Chánh Thi thất bại, thì ngay ngày hôm sau, tức ngày 12 tháng 11 năm 1960, toàn bộ các đảng viên của dân đảng, các lãnh tụ hầu như là bị truy nã và bị bắt, trong đó có thân phụ chúng tôi. Và khi họ đến họ bắt đó, thì tôi nhớ là có lúc đó là một anh đại úy tên là Hồ Quang Vọng, anh đã dẫn khoảng tới 20 nhân viên công an đến và nói là ông cố vấn Ngô Đình Nhu mời luật sư đến để nói chuyện. Ông cụ tôi, ông mới nói là ông Ngô Đình Diệm mời tôi, tại sao ông không điện thoại tôi biết.
tại sao là các chú đến mời, hoặc là có ghi lá thơ gì không. Thì một cái anh công an nó đi vào, nó mới nói đây là giấy mời, anh ta rút khẩu súng cho ông, rồi dí vào trong người ông cụ tôi. Ông cụ tôi nói anh bỏ súng xuống, và nếu mà các anh muốn chúng tôi đi thì chúng tôi đi. Anh có về anh nói ông có vấn cô Đình Nhu đó, chúng tôi không xa lạ hết cả. Còn anh bắt chúng tôi thì chúng tôi đi, nhưng mà anh phải để cho chúng tôi mặc quần áo. Riêng cụ tôi đó thì nó để lên trên mặc quần áo xong, cụ lấy một ít sách và bắt đi coi như là giam 3 năm luôn. Và trong thời gian bị giam cầm nó thì ông cụ bị tra tấn rất nhiều. Sau này những cái vết lằn bó tay mà họ cụ nó họ kéo ngược trên trần nhà, họ đánh, họ tra tấn, ông cụ bị đánh. Hầu hết là những người Việt Nam dân đảng phải bỏ trốn, như là ông Nguyễn Trường Tam bỏ trốn, Nguyễn Văn Lực bị bắt, rồi cụ Nguyễn Văn Hướng, tức là bố của thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, tư lệnh phó của lần 3, cũng bị bắt hầu hết. Rồi riêng các đảng phái khác cũng bị bắt luôn. Nhất là những 18 vị mà ký vào cái bản kiến nghị gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, cái nhóm caravan đó là bị bắt toàn bộ hết. Thành thử ra sau này đó thì Việt Nam Dân Đảng hoàn toàn, khi mà ông Phan Huy Quát ông lên ông mới làm giữ chính phủ làm thủ tướng rồi đó, ông Phan Huy Quát ở bên Đại Việt thì kết hợp với Việt Nam Dân Đảng để thành lập chính phủ dân sự cuối cùng của Việt Nam mình, là khoảng năm 1964. Được có mấy tháng đó thì vì không muốn cho người Mỹ đưa quân vào Việt Nam, do đó Mỹ đã đặt đổ chính phủ để cho quân sự họ lên. Sau đó thì ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ nắm chính quyền. Thưa ông, tôi hỏi câu hỏi này nó có những cái cũng cánh một chút, đó là qua những lời kể của ông và sách vở ghi chép lại đó thì Việt Nam Công Dân Đảng đã bị sát hại, cũng như là đã bị coi như là mình dùng cái chữ là cũng có thể nói là tìm cách triệt tiêu bởi bên ông Ngô Đình Diệm và đảng Cần Lao của ông. Nhưng mà cũng có nhiều người người ta cho rằng cái cuộc đảo chánh, nhất là giết ông Diệm, là một cái sai lầm trong cái thời gian, cái khoảng khung cảnh đó. Thì riêng cá nhân ông nghĩ sao về cái vấn đề đó? Theo cá nhân chúng tôi đó, thì cái việc mà sát hại cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu là một cái điều rất là sai lầm. Tôi không biết là ai ra lệnh cho tới giờ phút này, thì cho tới giờ phút này tất cả những tài liệu cũng chẳng có ai nhận hết. Ngày ông Đôn thì ông Trần Văn Đôn, Trung tướng Trần Văn Đôn thì đổ cho Đại tướng Nguyễn Văn Minh, Minh thì đổ cho ông Đôn, hai người cứ đổ qua đổ lại. Cho tới giờ phút này thì không tìm ra. Và thật sự ra là Việt Nam Nhân Đảng không chủ trương trả thù bằng cách đó. Thì từ xưa tới giờ thì thấy ngay như là đấu tranh với Việt Minh cũng vậy, họ rất là tàn bạo. Nó là tàn sát không biết bao nhiêu, giết không biết bao nhiêu đảng viên Việt Nam Nhân Đảng. Chúng tôi cũng không có cái hành động mà đi bắn lén hay gì hết cả, trừ khi đụng nhau ở ngoài mặt trận. Thế có lẽ vì cái SP Chevalier coi như là tinh thần hiệp sĩ quá hình thực ra. Thưa ông nghĩ sao về cái chính sách của người Mỹ khi vào Việt Nam và họ muốn đổ quân đội của họ vào trong miền Nam? Ông có nói sơ ban nãy là Phan Huy Quát và một số những vị trong miền Nam Quốc Dân Đảng lập ra một cái chính phủ dân sự, trong đó cũng chống lại với cái vụ đổ quân. Nhưng mà trong sách sử thì người ta nói là khi mà năm 1965, khi mà không biết, có thể tôi lầm lẫn thì ông có thể sửa sai, là năm 1965 vào ngày 7 tháng 3 thì họ đã chuyển quân rồi, và 3.500 quân thủy quân lục chiến đậu ngoài bờ, tàu họ đậu ngoài bờ thì họ đánh điện vào, họ nói là chúng tôi đang đổ vào. Thì lúc bây giờ chính phủ bên ông Phan Huy Quát và một số người
có mặt đó hỏi là đổ vào là thế nào thì nói rằng là ồ, là chúng tôi đưa đổ bộ vào thì mọi người có vẻ lo lắng, bên ông Phan quá là một số người khá lo lắng. Thì hỏi một cô rằng làm thế nào để chúng tôi có thể giải thích với dân chúng, vân vân. Thì ông nghĩ sao về cái hành động của người Mỹ khi mà đổ quân vào, rõ ràng là họ đã không được hỏi ý kiến của chính phủ của chúng ta trước khi họ làm công việc đó, mà họ đặt gần như là cái chuyện đã rồi. Ông có thưa chị, họ đã có cái kế hoạch trước rồi. Có kế hoạch họ đã muốn đổ quân vào từ thời cụ Ngô Đình Diệm làm tổng thống rồi. Nhưng mà tổng thống Ngô Đình Diệm lại không đồng ý, hạn chế tối đa. Vì vậy mới xảy ra cái vụ miền Trung, các vụ Phật giáo nổi dậy miền Trung, các vụ Phật giáo đấu tranh vân vân. Tức là họ gây ra những cái khó khăn cho chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ, rồi chống đối cái đường lối chính sách của họ thì họ lật đổ ngay chính phủ Phan Huy Quát. Là lúc đó ông thân phụ chúng tôi, tức là cô đồng chí Trần Văn Tuyên, đó làm phó thủ tướng đặc trách về kế hoạch quốc gia. Ông Quát có gọi điện thoại cho ông cụ tôi, ông cụ tôi nói nhất định không cho họ vào, hạn chế họ thôi, họ vào đất nước sẽ tan hoang, và họ vào là sẽ trao cái chính nghĩa cho cộng sản. Vì người Mỹ, người nước ngoài họ khi mà đổ quân vào trong đây là coi là những người xâm lăng rồi, là mình trao chính nghĩa cho cộng sản mình sẽ mất chính nghĩa. Vì vậy mà nội các của Phan Huy Quát và ông cụ chúng tôi là hoàn toàn không đồng ý cái việc Mỹ đổ quân vào, nhưng mà họ làm việc đã rồi, họ đã chuẩn bị và họ báo cho biết thì quân họ đã chuẩn bị đổ xuống Đà Nẵng. Và sau này coi như chính phủ coi như phải hợp thức hóa vậy thôi, coi như là mời Mỹ đến để giúp cho Việt Nam Cộng Hòa. Và chính ngay như là ông cụ tôi sang bên Mỹ này, đứng gặp một số giới chức Hoa Kỳ, đến Quốc hội đã khuyên là chính phủ Hoa Kỳ không nên đưa quân vào Việt Nam. Đưa quân vào Việt Nam thì Việt Nam sẽ mất chính nghĩa. Mà Mỹ họ không chịu. Cái đó là cái chiến lược của họ đã đề ra là cách 10 năm, mười mấy năm trước. Thành ra bắt buộc họ đổ quân vào. Họ đưa quân vào thì bắt buộc là cái chính phủ dân sự không đồng ý để cho họ đổ quân thì bắt buộc họ phải lật đổ xuống. Như là họ đã lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm. Rồi họ sử dụng những tướng lãnh để dễ nói, dễ bảo. Qua những cái... về chính trị Việt Nam, đặc biệt là những cái đặc biệt là đối với Việt Nam Cộng Hòa, cái chị đúng ra đó, theo tôi nhận xét thì người Mỹ không nên đổ quân vào và nên giúp cho Việt Nam Cộng Hòa về kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển đời sống của nhân dân ở trong nước và huấn luyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho xây dựng những cái nhà máy làm vũ khí. Nhưng mà cái đó là những cái đề nghị của thân phụ chúng tôi khi gặp người Mỹ, nhưng mà họ không đồng ý. Họ sợ họ sẽ không kiểm soát được, không control được cái chính phủ. Thành thử ra bắt buộc họ phải xuống cho chính phủ dân sự, lật đổ chính phủ dân sự xuống. Và cái đó là một cái sai lầm lớn. Và cho tới bây giờ họ nhìn thấy, tôi nghĩ rằng đó, những cái người historian của Mỹ, họ nghiên cứu họ sẽ thấy đó là một cái sai lầm. Và chính ông McNamara cũng biết cái sai lầm. Ngay quyển sách và The Living and the Dead, ở trong đó cái ông Paul Hendrickson, ông phân tích cái tình hình, ông ấy hoàn toàn sai lầm. Trong quyển sách đó chúng tôi được dành một chương vào năm 1997 xuất bản, thì cái quyển sách đó nó rất là hay. Nó được chọn như là một trong những finalist của National Book Awards của năm đó. Thông thì trở lại cuộc đời riêng của ông ấy, thì ông khi mà Cộng sản vào ông bị bắt, bởi vì ông có hoạt động, ông có thể cho biết cái hoạt động của ông là cái gì không? Cái này nó đã qua rồi, có thể tôi nói được. Tôi là người hoạt động về phản gián, vâng, chuyên môn đi tìm những cái tổ chức của Cộng sản để phá vỡ những cái tổ chức nằm vùng Cộng sản. Sau năm 1975 thì tôi thấy ra ngoài này có nhiều người viết báo chê trách những cái cơ quan an ninh tình báo của Việt Nam Cộng Hòa không có làm việc, nhưng mà thật sự ra chúng tôi bắt quá nhiều,
phá vỡ rất nhiều cái tổ chức của họ. Nhưng mà chẳng hạn như là chị thấy chúng tôi phá vỡ được thì người Mỹ họ lại bắt phải thả ra. Đấy. Vì họ, họ điêu lần sau với mấy anh cộng sản. Chẳng hạn ngay như là ông Huỳnh Văn Trọng là cố vấn ở Tổng thống Thiệu. Khi mà bắt được Vũ Ngọc Nhạ, tức là Vũ Ngọc Nhạ sau này được phong là thiếu tướng, quân hàm thiếu tướng của Việt Cộng sau năm 1975. Bắt anh Vũ Ngọc Nhạ khai ra Huỳnh Văn Trọng. Rồi phải tôi phải theo dõi, cơ quan tình báo phải theo dõi Huỳnh Văn Trọng một thời gian, đầy đủ chứng cứ rồi trình lên ông Tổng thống Thiệu. Tổng thống Thiệu nói có chắc chắn hay không, các anh làm việc có đúng hay không. Rồi cuối cùng ông Thiệu ra lệnh là phải, cái này phải làm việc kín, không được công khai cho báo chí họ biết. Nhưng mà cuối cùng họ cũng biết thôi. Bắt Huỳnh Văn Trọng thì trong nhà toàn tài liệu không. Huỳnh Văn Trọng là cố vấn cho Tổng thống Thiệu. Chị thấy đó, trong tình báo đó, trong cái thời gian Việt Nam Cộng Hòa mình còn cái tình báo Cộng sản hoạt động nó dễ dàng hơn là dưới chế độ Cộng sản mình đưa biệt kích của mình ra ngoài miền Bắc một thời gian ngắn sau là bị bắt thôi. Nó khó khăn, nó kiểm soát rất là chặt chẽ. Việt Nam Cộng Hòa mình lúc đó kiểm soát cũng rất là lơ là. Thì chúng tôi làm việc, chúng tôi được huấn luyện làm việc về vấn đề phản gián và có một thời gian làm việc ở trong cái phái bộ quân sự Việt Nam ở Campuchia, Campuchia cũng làm cái công việc đó. Sau khi về đi tù về thì nghe nói ông cũng có tham gia một số những công việc tranh đấu cho nhân quyền gì đó, có thể cho biết không? Vâng, thưa chị. Tôi biết là như có cái gene ông cụ tôi năm 1967, ông là người thành lập ra cái tổ chức nhân quyền đầu tiên của Việt Nam. Ông là sáng lập viên và chủ tịch. Sau đó mà tôi thành lập cái hội, tiếp tục giữ cái hội nhân quyền cũ. Và tôi hoạt động ở trong nước. Và chúng tôi báo ra ngoài này cho Human Rights Watch Asia, hoặc là Amnesty International, hoặc là International League for Human Rights. Tất cả những tổ chức nhân quyền quốc tế ngoài này, những tin tức ở trong nước, những tin tức mà những người yêu nước, tức là những người họ chống đối chế độ Cộng sản Việt Nam, họ đòi tự do dân chủ thôi, không bằng vũ lực, không bằng vũ trang, mà họ vẫn bị tử hình. Chúng tôi có những hình ảnh đó. Hình ảnh đó là không ai dám làm hết, mà chúng tôi có. Và chúng tôi đã gửi ra ngoài này. Sau này đó, Cộng sản họ sợ quá, vì chị thấy là trong cái thường thường họ đem lên cái khu sân bắn của cái trường bộ binh Thủ Đức đó, họ tử hình ở trên đó, thường thường là khoảng 5 giờ sáng. Sau khi họ tử hình rồi, lúc mà họ tử hình thì mình không có thể chụp hình được, nhưng mà sau đó rồi mình chụp hình hết cả, mình ghi nhận lại. Và sau này họ sợ quá rồi, họ bắt đầu họ không đem chỗ đó, họ bắn ở chỗ khác. Chẳng hạn ở trong Chí Hòa họ bắn nó kín đáo hơn. Đấy. À, thì thành thử ra khi mà tôi sang bên này đó thì mấy cũng một phần là do một số những hội quốc tế nhân quyền đã can thiệp, và đặc biệt đó là do ông Thủ tướng Thụy Điển can thiệp, có bên Vatican. Thành ra tôi may mắn là được thoát, chứ không có thì chắc cũng bị đi chẳng ăn bá. Thưa ông, người Mỹ qua các phong trào phản chiến và những năm 1972, 69, 65, 66 cho tới 72, đó là những cái phong trào phản chiến dữ dội ở bên này, họ nói là end war with regardless price, hay là đồng nghĩa là như vậy, và họ nói rằng họ chán ngán chiến tranh, họ không có muốn cảnh chém giết chết chóc. Nhưng mà sau khi mà họ đã thành công trong cái việc mà chấm dứt chiến tranh không còn nữa, hòa bình đã đến. Nhưng mà những cảnh chém giết, đặc biệt là chém giết người Việt Nam miền Nam, nó vẫn không ngừng lại. Bao nhiêu người bị chém, bị giết như ông kể vừa nãy, rồi bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi, chết trên rừng sâu, nước ở trên biển cả. Thì ông có suy nghĩ gì và ông có muốn nói gì về cái vấn đề chiến tranh và hòa bình? Hình như ai cũng muốn hòa bình, ai mới muốn chiến tranh, nhưng mà có những cái cuộc chiến tranh là cần thiết. Chúng tôi cũng phỏng vấn một số người, đặc biệt là ông
giáo sư giảng sư Robert Turner thì ông nói là cái cuộc chiến tranh đó là cần thiết. Thì ông có thể nói trong cái quan niệm của ông và ông giải thích về vì sao mà cái cuộc chiến tranh đó nó cần thiết và cái những cái người vô tội mà sau cái hòa bình đã đến phải giết đó, đã bị coi như là thế giới bỏ rơi như thế nào không biết ông? Đó. Tôi nghĩ là cái cuộc chiến tranh nó cần thiết khi nào mà nó đạt cái nhu cầu và cái mục đích, tức là có một phần nhân đạo trong đó, chứ nói mà chém giết bừa bãi như thế này, cứ thả bom bừa bãi thì tôi thấy là cũng không cần thiết lắm. Và khi mà Cộng sản họ vào, họ chiếm miền Nam rồi đó, họ thi hành cái chính sách trả thù thôi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, đại đa số đảng viên của Việt Nam, của Cộng sản Việt Nam đó, họ là những người phải nói là ít học. Cái bản chất của họ rất là gian, rất là tàn ác. Họ vào để họ trả thù. Họ nghĩ rằng vào trong miền Nam này đó, khi mà họ chiếm được rồi, họ vào trong này nó sung sướng quá, đầy đủ hết tất cả. Họ nghĩ lại hồi xưa là họ cực khổ, họ cứ bị tuyên truyền, một số bị tuyên truyền. Tại vì trong cái người miền Nam này họ sống sung sướng, thành thử ra người miền Bắc mới đau khổ như vậy. Thật sự ra là chính những người lãnh đạo Cộng sản họ làm cho nhân dân miền Bắc, họ đày đọa nhân dân miền Bắc. Vì vậy có một cái sự ganh ghét với nhau. Và một phần họ trả thù, đó là một chính sách trả thù của họ. Thì họ trả thù bằng cách là tự thấy cướp hết tất cả tài sản người ta, đem một số sĩ quan, nghĩa là có nhiều họ nói là tội ác, đem ra bắn, như là ông đại tá Cẩn chẳng hạn, ông Ngọc Cẩn chẳng hạn, đấy bắt công khai, rồi trả thù, đưa vợ con của tất cả những người sĩ quan cũ đi lên trên cái vùng núi, rừng núi, nhà cửa không có, vứt ở trên đó, bao nhiêu người bị chết trong rừng sâu núi độc như vậy thì thấy không? Thành thử ra tôi nghĩ rằng cái Cộng sản Việt Nam, cái bản chất của họ là tàn ác rồi. Và tiếp theo là cái chính sách trả thù của họ. Thưa ông, câu hỏi này là liên hệ đến thân phụ của ông. Ông có thể nói về cái chết của thân phụ của ông như nào thưa ông? Chú cho chúng con yên lặng chút chú nhé, chú còn chút xíu nữa thôi. Chị nhắc lại. Dạ vâng, thưa ông thì ông cho chúng tôi được biết về cái chết của thân phụ của ông. Vâng, thưa chị, cái chết của cố đồng chí Trần Mạnh Tuyên nó cũng có nhiều cái nghi ngờ lắm. Vì năm 1976 là lúc đó là cụ rất là khỏe khoắn, người vạm vỡ lắm, đi ngủ ăn uống giờ rất là đúng, quê rất là đúng, sáng sớm dậy tập thể dục, còn múa bài quyền, cụ còn nhớ những bài quyền, thành ra rất là khỏe. Khi mà Cộng sản nó bắt đưa ra ngoài Bắc, đầu tiên nó bắt ở trong Nam, đưa lên Long Thành, Long Thành đưa về trại Thủ Đức, xong rồi ra tới trại Hà Sơn Bình thì khoảng có một tháng sau cụ mất thôi. Mà ông cụ mất rất là nghi ngờ, vì trong suốt cái thời gian mà họ bắt giữ ông cụ là người luôn luôn phát biểu một cách là rất là trung thực, nói về sự thực mà nó không cho nói. Tất cả những người Long Thành dự những cái phiên mà học tập chính trị, học tập cải tạo chính trị đó, họ đều về họ nói với tôi, không ai dám trả lời, chỉ có mình ông cụ tôi đứng dậy là phản đối. Chẳng hạn như giờ Việt Minh họ vào, một cái anh thuyết trình viên, một anh thiếu tướng thuyết trình, nó bảo là trong cái thời gian chính phủ liên hiệp đó là Việt Nam có dân đảng, Nguyễn Tường Tam với Trần Văn Tuyên đã lấy một số tiền 2 triệu của chính phủ liên hiệp và trốn sang Tàu. Thật sự ông cụ tôi đứng lên phản đối liền, hoàn toàn do các anh bịa đặt ra, nhưng mà nhất định không cho ông cụ tôi nói, bắt ngồi xuống. Rồi trong cái buổi mà viết kiểm thảo, nó bắt người ta viết tháng này tháng nọ là vài trăm trang, ông cụ tôi viết chỉ có mấy hàng thôi. Ông cụ tôi viết nguyên văn như thế này mà một người học trò ông cụ tôi khi đọc được đó, nói thầy ơi con sợ thầy viết như thế này thế nào, nó cũng viết thầy. Mà ông cụ tôi nói thôi, đợi người thì có một lần thôi, mình không để nó làm nhục mình. Thì ông cụ tôi viết nguyên văn, tôi không có tội gì với tổ quốc và đồng bào tôi cả.
Nếu mà có tội, đó là tội chống lại những người cộng sản, chống lại đế quốc thực dân, chống độc tài quân phiệt và bất công xã hội. Ông cụ viết chỉ có thế thôi, không khai cái gì nữa. Đó chính người học trò tôi đã đọc cái đó và rất lo sợ cho tính mạng của ông cụ. Nhưng mà ông cụ biết rồi, ngày 20 tháng 4 năm 1975, ông phó đại sứ Lehman, lúc ông hiện giờ ông còn ở đây, còn sống ở Maryland. Và một số giới chức của bộ ngoại của tòa đại sứ Hoa Kỳ có gọi điện thoại, và chính ngài ông Sheplerman là chồng chị Hiệp Loman ở đây, có đến gặp ông cụ tôi và mời ông cụ tôi phải đi ra khỏi Việt Nam vì lý do là khi cộng sản nó vào thì sẽ rất nguy hiểm với tính mạng. Và dành cho gia đình chúng tôi 50 chỗ cho tất cả cho gia đình bà con thân thuộc. Ông cụ tôi ông mới nói là các ông là những người đã đâm sau lưng dân tộc Việt Nam chúng tôi. Các ông bảo chúng tôi đi sang bên Mỹ để làm cái gì? Chúng tôi sống cũng không có được yên tâm. Đồng bào chúng tôi ở đây còn đau khổ. Tôi sinh ra rồi tôi chết ở đây, tôi cảm ơn. Và chính Sheppa Roman đã nhắc cái lời đó với tôi khi tôi sang đợt lần ngày đầu tiên tôi bước chân đến cái tỉnh, cái thành phố, cái tiểu bang Virginia này, đã gặp ông vừa nói vừa dâm dâm nước mắt ông đấy. Tao còn nhớ cái câu của ông cụ mày. Ông mới nhắc hoài, lần nào gặp nói chuyện là không nhắc cái đó. Và ông cụ tôi ông nói thôi, bây giờ đi đâu? Ngay bà chị tôi ở bên Mỹ này, bà ấy gọi điện thoại về và nói ông cụ đi, ông cụ nói thôi. Đứa nào, ba không cấm các con, mấy đứa ở nhà muốn đi, ba thì ba quyết định ở lại. Vì những đồng chí của Việt Nam Dân Đảng còn hết tất cả ở đấy, ba không thể bỏ họ đi được, nhân dân còn ở đây. Bây giờ nếu mà bỏ đi hết rồi sau này ai đấu tranh với người dân nữa. Mà ông cụ cũng nói là thôi trước sau thì cũng chết, thì chết ở Việt Nam. Và trong bất cứ một cái trong cái thời gian đi tù đó thì ông cụ luôn tụ phản đối những cái lời nói của những cái tù của những người mà đến thuyết trình. Thành thử ra trước sau gì đó cũng phải giết ông cụ thôi, mà ông cụ chết một cách rất là cái chết này tôi gọi là cái suspect, very suspect death. Vì lý do là ông cụ rất là khỏe khoắn, nhưng mà ngày trước ngày ông cụ mất, tức là ngày 26 tháng 10 năm 1976 đó, là nó mời ông cụ lên, nó nói cho biết là phải ngày hôm sau là phải có một cái bài thuyết trình nói về cái người trí thức của miền Nam Việt Nam đối với cộng sản như thế nào. Thì có lẽ ông cụ tôi nghĩa là không đồng ý với quan điểm, cũng không viết theo cái sự hướng dẫn của chúng. Và trong có thể trong lúc khi mà ngồi nói chuyện này, thường thường lên nói chuyện nó hay bỏ cho trà uống nó chỉ biết. Có thể nó bỏ thuốc độc vào người cộng sản, nó giết người bằng cách đó rất là nhẹ nhàng đó. Nó chuyên môn nó làm cái đó. Và hầu hết những vị lãnh tụ bị chết ở trong tù thì thấy không? Chẳng hạn như là Thủ tướng Phan Huy Quát chết trong Chí Hòa. Đấy. Chẳng hạn như là ông Sơn Ngọc Thành, Thủ tướng Campuchia, ông sang miền Nam này, ông bị bắt ở trong Chí Hòa cũng chết. Toàn chết về tai biến mạch máu não, về đứng tim không. Cụ Phan Bá Cầm ở trong của bên Hòa Hảo, dân xã đảng cũng chết vì vậy. Nhà ông cụ thôi chết một cách chắc là không có bình thường. Khi mà ông cụ tôi trong một cái buổi học tập đó, ông cụ tôi đang ngồi thì gục xuống vai một anh học quốc gia hành chánh, sau này anh làm tổng giám đốc công vụ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta bế ông cụ tôi vào để trên giường. Ông cụ chỉ nói là không sao, nói vậy thôi. Rồi ông cụ dần dần liệm đi luôn. Liệm đến nó để nó không có chữa gì hết cả. Nó để cả một ngày hôm sau ấy, không có thuốc men, không có gì hết. Nó mới cho cái xe. À không, có một anh cán bộ. Không biết cán bộ mà khi mà cái anh, mấy anh ở trong cùng cái toán của ông cụ rồi trong cái phòng giam đó, kể lại đó, là anh này anh đem cái sạc cốt ở trong này có đeo cái dấu hiệu chữ thập đỏ đó. Tôi nghĩ là không biết là anh ta ở đâu tới, thì anh ta cầm một cái mũi tim này, anh ta giao cho một người
bác sĩ của Việt Nam Cộng Hòa cũng bị giam, bảo tiêm cho anh ấy. Anh kia hỏi gì nó anh không cần biết, anh cứ tiêm cho anh ấy. Anh cứ tiêm cho ông cụ, là từ đó là ông cụ tôi đi luôn. Rồi nó để mình nằm một ngày sau đó, nó mới cho cái lúc đó ông cụ chưa tắt thở, tức là bị hôn mê thôi. Thì nó mới cho một cái xe, như là loại xe Jin, tức là xe của Trung Cộng, giống như cái loại GMC của Mỹ này. Xe cũng là chở đá. Nó mới để ông cụ tôi nằm ở trên cái cửa, thay vì cái Branca nằm trên cái cửa, và nó khiêng lên để trên đó. Thì biết không, cái người mà khỏe mà nằm ở trên đó, nó chạy một chút xíu là lắc là cũng chết rồi. Thì nó cố tình, nó giết bằng cách đó. Nó chờ chở lên cái nhà thương Hà Sơn Bình. Sở dĩ là tôi biết về lý do là sau khi tôi ra tù rồi đó, tôi còn đang bị thời gian 5 năm quản chế nữa, tức là quản under house arrest. Tôi đã trốn, tôi bỏ ra ngoài miền Bắc để tôi đi điều tra xem cái chết của cụ. Thì tôi lên cái nhà thương Hà Sơn Bình thì người ta nói là họ đưa ông luật sư Trần Văn Tuyên lên như này nằm, nhưng mà ra lệnh không có chữ gì. Rồi ngày hôm sau chở xác về, họ mới nói là báo cho biết là ông cụ tôi mất vì lý do tai biến mạch máu não, xuất huyết não. Họ không hoàn toàn không báo cho gia đình. Mãi tới năm 1978-79 thì họ cho một anh cán bộ nội vụ vào báo cho gia đình tôi như thế này. Mà bây giờ ông cụ tôi đã mất ở trại giam Hà Sơn Bình mấy năm rồi. Lúc đó mới báo mấy năm rồi. Và yêu cầu gia đình ra ngoài đó thăm ông, thăm mộ cụ. Thì ông anh cả tôi, ông nói gia đình chúng tôi bây giờ đâu có điều phương tiện gì nữa, ông tịch thu tài sản hết tất cả rồi, nhà cửa chúng tôi không có này, bây giờ các ông bảo sao chúng tôi đi ra ngoài đó được. Thì nó bảo các anh đừng có lo, danh sách có bao nhiêu người gia đình làm, chúng tôi sẽ mua vé máy bay đưa ra ngoài đó. Đó, rồi đi lên mộ xong ông anh tôi, ông ấy nói là ông anh cả tôi là anh Huyền đấy, ông ấy nói là tôi còn người em còn bị giam ngoài Bắc, bây giờ yêu cầu các ông trả tự do cho người em tôi đấy, thì chúng tôi mới đi. Thì họ nói các anh cứ ra ngoài đó đi lên thăm mộ ông cụ, rồi đi lên đó rồi đón anh Thanh ra ngoài thăm mộ ông cụ, rồi anh Thanh đi về luôn. Anh một sư Trần Tử Huyền không chịu. Anh nói bây giờ các ông thả Trần Tử Thanh ra về trong này rồi chúng tôi sẽ ra ngoài đó. Nhưng mà cuối cùng họ mới thả tôi ra. Vâng, thời gian đó chúng tôi đang bị giam ở Vĩnh Phú, mà chị biết họ vẫn lên, họ nói dối với tôi là ông cụ tôi vẫn còn sống. Họ nói ông cụ anh có viết một cái lá thơ cho anh đây này. Đấy, bây giờ nếu mà anh viết một cái bản nguyện vọng theo yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo đó, anh viết một cái bản nguyện vọng thì chúng tôi sẽ đưa anh cái thơ của ông cụ, của luật sư Trần Văn Tuyên cho anh, đồng thời trả tự do cho anh. Thì cái anh đại tá ở trên bộ nội vụ đó, họ mới rút trong cái cặp của họ ra một cái trang đánh máy sẵn rồi, bảo tôi chép nguyên văn cái đó. Tôi bảo cái này anh bảo tôi viết cái bản nguyện vọng, mà cái này anh đưa cho tôi cái này tôi không chép. Bản nguyện vọng là do cá nhân chúng tôi suy nghĩ và viết ra, chứ không phải chép lại những cái mà các anh bắt chúng tôi phải viết. Tôi từ chối, tôi không viết cái đó. Thì lúc đầu họ rất là vui vẻ mình, nhưng mà sau khi tôi từ chối thì họ như là đổi nét mặt liền. Họ nói với tôi, gia đình anh có chống đối đảng và nhà nước cũng không đi đến đâu hết. Trên 1 triệu quân đội của anh chống không đổi, không lại giúp tôi. Làm sao mà các anh chống với tôi được? Nếu mà chống chúng tôi cũng như là húc đầu vào bức tường thép, húc đầu vào dãy Hoàng Liên Sơn. Đó là cái câu mà cái anh đại tá cộng sản nói với tôi. Tôi mới nói bây giờ đó, tôi nói dứt khoát với anh là tôi không thể viết cái bản nguyện vọng do các anh đưa và bắt tôi chép. Nếu anh để tôi viết tự do tôi sẽ viết. Còn anh bắt tôi chép cái này tôi không viết. Các anh muốn giam tới bao giờ các anh giam, tôi chấp nhận. Rồi anh ta bỏ anh ta đứng dậy ra đi, và sau đó thì tôi bị cùng 1 tháng. Vì lý do là chống đối, bảo là chống đối đường lối giáo dục của đảng. Ở trong cái bản đó thưa chị, viết cái nội dung đó là họ bảo là trong thời gian chúng tôi được đi ra miền Bắc học tập cải tạo,
Chúng tôi được đối xử rất là nhân đạo. Bạn bè của chúng tôi ngoài này đau ốm được chăm sóc. Cá nhân chúng tôi được chăm sóc đầy đủ, ăn uống đầy đủ, thuốc men đầy đủ. Thật sự ra chỉ còn da với xương thôi, chỉ hơn mấy cái chú hình sự một chút xíu thôi, chỉ còn da với xương. Nhiều khi gió nó thổi, nói thật với chị, nó đứng không vững nữa. Lúc đó anh nào cũng gầy hết. Thì bao nhiêu năm trời không có gì để ăn hết, ăn chỉ có mấy củ sắn thôi, nó bắt nó forced labor, nó cứ bước lao động mình thành thử ra không có sức. Đó, thì chính ngay là năm 80 rồi, tôi ông cụ mất năm 76, mà năm 80 còn nói dối với tôi là ông cụ tôi còn sống. Rồi cuối cùng là gia đình chúng tôi không ra ngoài miền Bắc đó, thì đưa một ông anh họ chúng tôi. Anh ta là người đi theo kháng chiến Việt Minh hồi xưa, và cũng là một cán bộ cao cấp của Cộng sản. Đưa vào trong này thì ông anh họ chúng tôi, ông ấy nói là đi ra ngoài thăm chú đi. Gia đình tôi không chịu ra. Mà cuối cùng đó, ông ta trước khi ông ta chết đó, khi mà tôi ra ngoài miền Bắc, tôi trốn ra ngoài miền Bắc, tôi gặp ông ta, tôi hỏi thì ông ta có nói thật. Ông ta nói, ông Phó Thủ tướng Phạm Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gọi anh lên và nói là anh làm sao anh tranh thủ được cái gia đình của ông Trần Văn Tuyên đi ra ngoài thăm thì chúng tôi sẽ thăng cấp cho anh. Cái đó là ông ta nói thật trước khi ông ta chết, ông ta có thú thật. Chị thấy là rõ ràng là những cái chết của cụ tôi nó rất là, rồi sau này họ tới năm 1980 họ mới chính thức họ phổ biến cái tin của ông cụ tôi mất chính thức do báo chí ở ngoại quốc, thay vì cơ quan Liên Hiệp Quốc hoặc các hội luật gia quốc tế hoặc các hội nhân quyền họ gửi thư họ hỏi, không trả lời trực tiếp họ, nhưng mà lại tòa lại sứ Việt Nam ở Hòa Lan, một cái nước rất nhỏ, đưa ra một cái thông cáo nói là luật sư Trần Văn Tuyên đã qua đời vào ngày 26 tháng 10 năm 1976. Mãi năm 1980 họ mới đưa cái tin nó ra chính thức. Không còn gì để nói về cái chết của cụ nữa. Rồi riêng ông Phạm Văn Đồng khi sang Pháp, một nhà báo của Pháp rất thân với ông cụ tôi có hỏi về tin tức về ông cụ tôi. Ông Đồng lúc đó sang năm 1979, thì Phạm Văn Đồng nói là luật sư Trần Văn Tuyên vẫn còn khỏe mạnh, được hưởng quy chế không khác gì chúng tôi hết cả. Chị đang nghĩ là chị đang có cái copy của cái video đó. Vâng. Thành thử ra chị thấy là họ luôn 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 họ giấu giếm cái chết của ông cụ. Thành thử ra càng gây nghi ngờ cho mình. Thành ra không biết là ông cụ mất vì lý do gì. Vâng. Thông thì sống và chứng kiến rất nhiều những cái sự kiện vào những ngày này cũng có kinh nghiệm nhiều rồi, thì ông có thể nói tóm tắt là về cái cuộc chiến tranh Việt Nam, về những cái sự kiện xảy ra ở Việt Nam, thì cái điều gì mà ông rút tỉa ra được mà ông muốn chia sẻ? Qua cuộc chiến tranh Việt Nam này, tôi thấy rằng bất cứ một quốc gia nào mà muốn có cái sức mạnh, phải có cái sức mạnh của dân tộc trước hết. Cái thứ hai, những người lãnh đạo phải biết yêu tổ quốc thật sự, yêu đồng bào thật sự, và con đường lối, chính sách thật là đầy đủ, thật là trong sáng, không tham nhũng, không bè phái, đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, thì lúc đó tôi nghĩ rằng mới có thể lãnh đạo những quốc gia đi lên được. Cái thứ hai nữa là vấn đề kinh tế, phải tự túc kinh tế, còn lệ thuộc vào kinh tế và bất cứ một cái cường quốc nào thì lúc đó vẫn còn lệ thuộc về chính trị, rõ ràng như vậy. Người Đài Loan họ giỏi vì lý do ông Tưởng Giới Thạch lúc đó ông rất bị lệ thuộc về kinh tế, ông ta bị làm pressure rất nhiều về tất cả những vấn đề về chính trị. Ông ta phải vượt lên. Và khi có thời gian ông cụ chúng tôi sang thăm ở bên đó, thì ông nói chúng ta phải tự túc về kinh tế, tức là gọi là otaki, phải tự túc về kinh tế, thì lúc đó người ngoại bang họ không thể pressure mình được.
Vì vậy mà trong thời gian những kế hoạch 5 năm, 10 năm ông mới đặt ra, ông mới đưa cái nền kinh tế của Trung Hoa quốc gia đi lên và ông đã vượt được khỏi cái áp lực của Mỹ một phần. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà những người lãnh đạo Việt Nam đó, sau này nếu mà tự túc được về kinh tế thì lúc đó mới có thể vượt được những cái áp lực của cái cường quốc ở ngoài và có thể phát triển đất nước đi lên được. Bây giờ nếu mà ông có một giấc mơ, ông được cho một cái giấc mơ thì cái giấc mơ của ông nó là cái gì? Thưa chị, giấc mơ này thì không có lớn lắm thôi, nhưng mà chắc có lẽ trong thời gian tới nó thực hiện được. Nó sẽ với cái tình thế tôi thấy nó hiện nay thì trong thời gian tới tôi không biết có thể sống tới cái ngày đó không. Giấc mơ chúng tôi là đất nước Việt Nam chúng ta hoàn toàn sạch cái chủ nghĩa cộng sản, người cộng sản không còn trên đất nước Việt Nam nữa, và lúc đó thì hoàn toàn dân tộc Việt Nam được giải phóng khỏi áp bức của họ. Cái thứ hai là dân tộc Việt Nam được tự do, tất cả cái phẩm giá con người được tôn trọng và bình đẳng hết tất cả về mọi phương diện, không phải giàu nghèo là con ông này con bà kia và mới làm lớn được. Tất cả người nghèo chăng nữa nếu có khả năng có tài vẫn có thể đi lên nắm chính quyền. Đó là ước mơ của chúng tôi, tức là Việt Nam chúng ta sẽ được độc lập hoàn toàn, tự do, hạnh phúc. Đó là giấc mơ của chúng tôi. Thưa ông, cuối cùng thì ông có điều gì muốn nói mà chúng tôi chưa có hỏi? Chắc có lẽ chị cũng hỏi gần hết. Còn gì nữa không? Bởi vì kiếm được anh cũng không dễ đâu. Vâng, chúng tôi chỉ có cái bây giờ cái hoài bão của chúng tôi đó là cố gắng được là thời gian có sức khỏe, trí tuệ nó còn minh mẫn để tham gia vào những công việc mà giúp cho tất cả những cái các tổ chức, các hội đoàn cũng như là đặc biệt là những anh em ở trong nước, anh em tuổi trẻ trong nước, những nhà dân chủ trong nước để cố gắng đòi hỏi cái quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Đó, tôi chỉ có cái hoài bão là còn giữ được sức khỏe, sống được ngày nào thì cố gắng, còn hơi thở nào thì tiếp tục làm việc. Cái câu này chị đang hỏi khá nhiều người, nhưng mà anh ở bên đảng phái thì chắc có lẽ cũng nên hỏi. Đó là chúng tôi có cái tài liệu của 7 lá thư của Hồ Chí Minh viết thư cho Tổng thống Truman của Hoa Kỳ và nhờ muốn xin được trợ giúp để trở kháng Pháp. Và trong đó có cả việc mà hứa hẹn là cho sử dụng cái cảng Cam Ranh cũng như là hoàn toàn, nghĩa là tức là hoàn toàn có cái sự coi như là hợp tác của ông ta và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như người dân Việt Nam nếu mà được người Mỹ giúp đỡ để kháng Pháp. Và cái sự kiện này đó thì nhiều người nói là nếu mà người Mỹ lúc bây giờ mà giúp ông Hồ Chí Minh thì có lẽ mình không phải có hai cuộc chiến tranh đổ máu, đó là từ 45 cho tới 54 và từ 54 cho tới 75. Ông có cái nhận định gì về cái nhận định này? Thưa chị, tôi xin phỏng vấn lại chị. Dạ vâng. Thứ 7 cái lá thư đó là thật sự có hay không? Dạ có, tôi có. Vâng, có đầy đủ. Vâng. Theo tôi nghĩ là nếu mà ông Hồ Chí Minh ông ấy không ngửa tay ra xin tiền của quốc tế cộng sản và không cam tâm làm tay sai cho quốc tế cộng sản thì đất nước mình đâu có chiến tranh, đã tránh được 9 năm máu lửa đánh với Pháp, và từ năm 54 cho tới năm 1975, 21 năm trời đổ máu, nghĩa là anh em giết nhau, cái đó cũng do Hồ Chí Minh thôi. Mà không thể tin ông ta được. 7 cái lá thơ này tôi nghĩ ông ta viết thì ông ta viết là thôi, con người Hồ Chí Minh khó tin lắm. Đời nào mà quốc tế cộng sản nó để cho ông ta thực hiện cái việc, nó nắm chặt ông ta rồi. Ông ta hoàn toàn ông ta theo. Ông ta có nhiều, rất nhiều cơ hội. Chị thấy không? Năm 1954, sau khi ông ta chiếm được nửa phần Việt Nam, thống lĩnh thì chưa được hết miền Nam nhưng mà nắm được miền Bắc rồi, ông ta có đủ cái toàn quyền để ông ta quyết định
dễ quá. Nếu chúng ta thật sự là người yêu nước đó thì đâu có chiến tranh, chúng ta đâu tiến hành chiến tranh. Sau này rõ ràng chị thấy là công khai là Lê Duẩn có tuyên bố là sau 1975 là chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc. Đó là chủ trương của người Cộng sản. Thành ra không thể tin được những cái lời lẽ của Hồ Chí Minh, mặc dù giấy trắng mực đen, ông ta có hứa hẹn mà tôi vẫn không tin. Vì ông ta đã có quá nhiều cái cơ hội để ông ta là tỏ cái lòng yêu nước, bày tỏ cái lòng yêu nước của ông ta bằng cách như là bắt tay với miền Nam chẳng hạn. Đó thì xây dựng đất nước chẳng hạn. Chúng ta vẫn cố tình chúng ta đem quân vào và đánh chiếm miền Nam và sát hại đồng bào. Qua Tết Mậu Xuân, họ thả bom, phóng hỏa tiễn vào các trường học cho các trẻ em, con nít đang học. Họ giết những người là họ không cùng với đường lối, họ không cùng với chính kiến với họ. Và tôi thấy là chế độ Cộng sản là chế độ rất là bảo tàng, không thể nào mà có thể tin họ được. Một câu hỏi nữa là nhiều người cũng đã nhận định rằng là cái cuộc chiến tranh từ năm 1945 là sau khi mà Nhật đầu hàng bởi hai cái quả bom tại Nagasaki và Hiroshima đó. Nếu mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không có đưa chủ nghĩa Cộng sản vào bắt đầu kháng chiến thì người Pháp cũng sẽ từ từ trả lại độc lập cho người Việt Nam, bởi vì họ đã làm khắp nơi trên thế giới. Và như thế thì Việt Nam mình dù có bị chậm lại một chút ấy, thì cũng tránh được cái cuộc chiến tranh máu lửa từ 45 cho tới 54. Ông nghĩ gì về cái nhận định đó? Thưa chị, cái đó đúng. Tại vì 1948 người Pháp họ đã muốn trao trả độc lập cho Việt Nam rồi. Tuy nhiên độc lập đây chưa hoàn toàn 100%, nhưng mà vẫn ở trong Liên Hiệp Pháp, ở trong cái Union Française của Pháp. Thì lúc đó đâu có cần phải là chiến tranh nữa làm chi. Thì thấy rõ ràng là qua cái lịch sử thế giới này, các nước chẳng hạn như là Tunisia này, Morocco này, Senegal này, Côte d'Ivoire này, bao nhiêu nước trên thế giới họ đâu phải chiến tranh. Congo này đâu phải chiến tranh máu lửa như này, chết 3 triệu người dân Việt Nam. Thanh niên miền Bắc chết 1 triệu vì lý do súng đạn. Đưa quân vào trong này chết trên 1 triệu người. Ở trong miền Nam này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa mất 300.000 người. Tổng cộng là trên 3 triệu người dân Việt Nam bị mất, thất thoát tài sản, tính mạng. Thành lý do thấy cái cuộc chiến tranh đó là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Cuộc tranh của Cộng sản tiến hành để nói là giải phóng miền Nam là cuộc tranh phi nghĩa, hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà bây giờ càng ngày cho tới thời gian bây giờ, mọi người đều nhìn thấy là cái phía Việt Nam Cộng Hòa là những người có ý nghĩa. Ngay ở trong nước, những cái người cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam mà bây giờ họ đã về hưu, họ mới nhìn thấy, họ nói rõ ràng là miền Nam có ý nghĩa. Và hoàn toàn cuộc chiến tranh này là vô nghĩa. Thì có lẽ là câu cuối đi. Là tại sao mình có chính nghĩa miền Nam Cộng Hòa mà không ai thấy vậy? Đấy, cái đó là cái yếu của người quốc gia. Cái đường lối chính sách của chúng ta về vấn đề về phương diện tuyên truyền là chúng ta đã một cái thiếu sót của người quốc gia về phương diện tuyên truyền. Thì thấy cái người Cộng sản họ tập trung tất cả tiền bạc vào tuyên truyền rất là mạnh mẽ, trong khi tuyên truyền của Việt Nam của mình nó rất là hời hợt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta bị một cái anh bạn đồng minh đó, nó quá thực dụng đi, thành thử ra nó không có hết lòng với mình. Đó là cái kinh nghiệm cho những người quốc gia sau này và những người lãnh đạo sau này. Thưa chú, tôi thay mặt Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa chân thành cảm ơn ông bỏ suốt buổi sáng để mà tham dự cái cuộc phỏng vấn này với những cái chi tiết rất là quan trọng cho lịch sử của Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là cho cuốn phim Hành Trình Tự Do mà chúng tôi đang thực hiện. Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn tất cả các anh em ở trong phái đoàn. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ.